Chương 277, 13 nước Bắc Tần dừng tay. Bậc cao kim đang lệnh hồ tùng rốt cục động dung. Lệnh hồ tiền bối. Huyết mạch duy nhất ngươi để lại trên thế gian này, ngay trong sự khống chế của ta, sống hay chết chỉ là một ý niệm của dương mổ. Không biết lời nói lúc trước có tính hay không? Dương Phạm không nhanh không chậm nói, lực lượng trên tay lại lớn thêm vài phần. Khuôn mặt tịch nhi trắng bệt thống khổ đến cực điểm ngay cả sức dãy dùa cũng không còn. Người thắng. Sắc mặt lệnh hồ tùng xanh mét. Rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Lão lạnh lùng nhìn chầm chầm dương phàm, mau thả nàng. Được. Tin tưởng với thân phận địa vị của lệnh hồ tiền bối cũng sẽ không đổi ý, dương phàm cười cười. Thả lỏng tay, bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ. Trên thực tế, hắn cùng không lo lệnh hồ tùng đổi ý, ác đồ này dám xâm phạm tịch nhi cô nương, giết chết hắn đám tu sĩ tiên lai tông lúc này mới phản ứng lại đều tế pháp bảo chuẩn bị động thủ đều dừng tay cho ta lệnh hồ tùng tức giận quát mắng chuyện lão đã đáp ứng há có thể lập tức đổi ý bằng không ngày sau lệnh hồ tùng lão còn có mặt mũi gì nữa hơn nữa lão thấy bộ dạng không sợ hãi của dương phàm chỉ sợ căn bản không lo mình đổi ý đồng dạng có thể lại dở trò cũ tổ sư những người khác có chút không phục nhưng vẫn lui xuống, từng người trợn mắt nhìn Dương Phàm vẻ đầy địch ý, Dương Phàm lại không thèm để ý, nhún vai, dứt khoát ngồi xuống đất. Tuy nhiên, hắn đối với lệnh hồ Tùng hứa hẹn giữ lời thật ra rất tán thưởng. Có lẽ sau khi tu sĩ đạt tới một cảnh giới nào, dưới tình huống bình thường sẽ không làm ra chuyện nói không giữ lời. Đương nhiên, đây cũng không thể đại biểu tất cả tu sĩ bậc cao đều thủ tính. Đây chính là một loại tâm tính cùng trí tuệ Đặc biệt là đối mặt với tu sĩ cùng cấp trở xuống. Tịch Nhi, con không sao chứ? Lệnh Hồ Tùng vẻ mặt quan tâm, bắt đầu kiểm tra tình huống Tịch Nhi. Phát hiện trên cổ nàng có một vết máu, ngoài ra không còn bất kỳ vấn đề gì. Nơi này còn có chút đau. Tay Tịch Nhi nhẹ nhàng sờ lên vết máu nhìn ghê người ở trên cổ kia. Ta trị liệu cho con. Từ ngón tay của Lệnh Hồ Tùng tràn ra một mảnh ánh sáng màu xanh ôn nhuận bám lên vết thương của tịch nhi chỉ khoảng giây lát vết máu đó liền khôi phục thấy vậy dương phàm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc chẳng lẽ lệnh hồ tùng nà cũng là dược sư sau khi trị thương xong lệnh hồ tùng không khỏi trầm tư dương phàm cùng tịch nhi cách xa nhau mấy trượng cũng không vận dụng phép lực đối phương làm như thế nào xúc phạm tới tịch nhi khuôn mặt tịch nhi vẫn còn tái nhợt bộ dạng kinh hồn không yên dưới nghi vấn của lệnh Hồ Tùng cũng không nói ra được nguyên do. Tịch Nhi cảm giác tâm thần của mình bị hút đi, bốn phía một vùng xanh biết dường như có người từ sau lưng khống chế ta. Trên mặt Tịch Nhi còn mang theo vài phần sợ hãi, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về Dương Phạm cách đó không xa, cảm giác kinh hồn chưa yên giống như một giấc mộng. Thật sự là cổ quái. Chẳng lẽ người này tu luyện một thần thông huyền ảo giống như mộng hồn đại pháp? tuy nhiên vừa rồi cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động tinh thần nào lệnh hồ tùng cảm thấy cực kỳ khó hiểu nguyên lý của mộng hồn đại pháp là chế tạo một lĩnh vực trong mơ thi triển bí thuật cưỡng chế đưa tâm thần ý thức người khác hút vào sau đó giết chết ở trong mộng hơn nữa cho dù là giết chết đối phương ở trong mơ nhưng cũng chỉ là giết linh hồn ý thức của địch nhân không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với thân thể các hạ đích xác cao minh nắm giữ loại thủ đoạn giết người vô hình này. Ánh mắt lệnh hồ tùng rơi lên người dương phàm, tuy nhiên lão phu đoán loại bí thuật này của ngươi không có khả năng sử dụng đối với tu sĩ tu vi cao hơn mình. Lệnh hồ tiền bối đoán không sai. Dương phàm nhẹ nhàng cười. Nếu thuật này có thể dễ dàng sử dụng với người tu vi cao hơn mình vậy hắn cần gì phải kiên kỵ đối phương. Mặc dù là sử dụng với người cùng cấp với mình cũng chỉ có nắm chắc 5 phần mà thôi ta thấy ngươi cùng không giống một người xấu. Hiện tại tiên lai tông ta đang ở thời kỳ nguy nan. Ngươi cũng ở lại đây thôi. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ mang tới họa sát thân cho chúng ta. Giọng điệu lệnh hồ tùng dịu đi, giờ phút này thái độ đối với Dương Phạm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện. Dương Phạm nhân cơ hội hỏi lệnh hồ tùng về tình huống giữa hai nước láng diện là Sơn Quốc cùng Ngư Dương Quốc. La Sơn Quốc chúng ta lần này xem như hoàn toàn mất rồi gần như 90% trở lên các môn phái đều bị một lưới bắt hết. Các đại phái thương vong vô số, người trốn, người chết. Thân sắc lệnh hồ tùng ảm đạm. Cũng may, bảy đại môn phái chủ đạo của huyết luyện tông tấn quốc kia chỉ muốn chiếm lĩnh mảnh đất này, cũng không có ý niệm đuổi tận giết tuyệt. Bằng không chúng ta làm sao có thể dễ dàng chạy trốn tới mật địa này lệnh hồ tùng hiển nhiên rất không lạc quan đối với cục diện la sơn quốc vậy tình huống hiện tại của ngư dương quốc thì sao có bị huyết luyện tông công phá hay không dương phàm rốt cục đưa ra vấn đề mình quan tâm nhất ngư dương quốc thế cục bên đó hẳn là tốt hơn một chút dù sao còn có một siêu cấp đại phái ở ngư dương quốc hẳn là sẽ không dễ dàng làm cho huyết luyện tông đạt thành âm mưu tuy nhiên lão phu cùng rất kỳ quái nếu ngươi là tu sĩ ngư dương quốc như thế nào hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh trong mấy tháng nay. Lệnh hồ tùng cảm thấy nghi hoặc. Điều này. Dương mổ trong lúc vô tình bước vào một truyền tống trận thượng cổ, kết quả bị lập tức truyền đến đây. Dương Phạm nói, đành phải lấy một lý do như vậy. Ồ! Truyền tống trận thượng cổ. Lệnh hồ tùng biết Dương Phạm có giấu giếm nhưng cũng không hỏi nhiều, lại nói tiếp, bảy đại môn phái tấn quốc này có thể nói là lòng lan già dạ sói, sớm tại vài chục năm trước, thậm chí càng lâu hơn đã từng phái tu sĩ bí mật lẻn vào La Sơn, ngư dương quốc. Lần này xâm lấn tuyệt đối là mưu độ đã lâu. Chỉ giáo cho. Dương Phàm tò mò hỏi. Quý quốc có phải có một nữ tu nguyên anh kỳ, tên là Linh Hà Tiên Tử? Lệnh Hồ Tùng hỏi. Linh Hà Tiên Tử, vị tiền bối này đích thật là tán tu mới tấn thăng nguyên anh kỳ của ngư dương quốc chúng ta. Chẳng lẽ nàng có vấn đề gì sao? Dương Phàm mơ hồ cảm giác được cái gì? Vào lúc mở cửu u bí cảnh. Linh Hà Tiên Tử này chính là một trong ba tu sĩ nguyên anh kỳ tọa trấn truyền tống quan môn ở cửu u bí cảnh. Ngoài ra nữ đệ tử mộng tuyết của Linh Hà Tiên Tử. Ở trong cửu u bí cảnh cũng có chút tiếp xúc với Dương Phàm. Cuối cùng mộng tuyết này thậm chí còn phát hiện dương phàm dùng chìa khóa mở bảo vật bí mật dương phàm cũng có ý gạt bỏ nàng này lại bị nàng nhân cơ hội chạy trốn linh hà tiên tử này chính là một trưởng lão nguyên anh kỳ của tiên Huyễn linh vận tông một trong bảy đại phái tấn quốc nguyên bản tên là huyển linh tiên tử nàng này chính là nội gian lẻn vào ngư dương quốc các ngươi mấy tháng trước bị ma đạo chí tôn tam u lão ma của quý quốc phát hiện một hơi đuổi giết mấy vạn dặm đánh huyễn linh tiên tử đó bị thương. Tuy nhiên, cuối cùng có vài tên tu sĩ nguyên anh kỳ của tấn quốc đuổi tới mới bảo vệ được tính mạng nàng. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Dương Phạm Kinh Hô không thôi. Hắn ở trong cửu U Bí Cảnh hai tháng, sau đó lại ẩn nấp tìm tu ở đây hai tháng. Tổng cộng bốn tháng, thế cục 13 nước Bắc Tần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đúng rồi lệnh hồ tiền bối có thể giảng cho tại hạ một chút về chuyện có liên quan đến huyết luyện tông cùng bảy đại tông môn tấn quốc. Dương Phạm hơi lộ cung kính nói. Tầm mắt của hắn vẫn giới hạn trong ngư dương quốc nho nhỏ, đối với đại cục 13 nước Bắc tần cùng phân bố thế lực đều hoàn toàn không biết gì. Tấn quốc này là một trong ba quốc gia thực lực cường đại nhất trong 13 nước Bắc Tần. Nước này tổng cộng có bảy đại tông môn, mà huyết luyện tông kia là đứng đầu trong bảy đại tông môn, còn lại sáu phái đều lấy nó làm đầu, tạo thành một liên minh lớn đoạt tài nguyên tu tiên của nước khác. Lệnh Hồ Tùng đáp. Thực lực huyết luyện tông thực sự đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ tu sĩ Nguyên Anh kỳ quốc gia khác không thể ngăn cản việc này? Dương Phạm khó hiểu hỏi. Ở trong mắt hắn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có được thần thông dời núi lấp biển dường như không có việc gì làm khó được họ. Những thế lực này đối kháng, kỳ thật chính là tỷ đấu giữa các cường giả đứng đầu tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ sẽ chỉ âm thầm khống chế không chân chính tham dự đến trận đánh nhỏ nhặt. Tỷ như huyết luyện tông kia, có một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, những nguyên anh của các tông môn còn lại đều không thể chống lại. Hơn nữa, thực lục bảy đại tông môn này hùng hậu, số lượng tu sĩ nguyên anh kỳ vượt qua rất nhiều những nước chúng ta. Lệnh Hồ Tùng không phiền giải thích. Thông qua một hồi hỏi hang, Dương Phạm hiểu biết được rất nhiều bí ẩn có liên quan đến 13 nước Bắc Tần, đối với vị trí của Kim Đan, Nguyên Anh cũng có một số nhận biết. Sau đó, Dương Phạm chủ động nói đến vấn đề học thức y đạo, phát hiện lệnh hồ tùng này không ngờ là một dược sư bậc cao hiếm thấy. Tiên lai tông ta chính là một môn phái truyền thừa y đạo, tuy rằng kém dược tiên cốc quý quốc nhưng là môn phái truyền thừa đã lâu. Trong mắt lệnh hồ tùng lóe thần quang, về mặt y đạo có tri thức uyên bác. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu nói về một số vấn đề y đạo càng nói càng đi sâu lệnh hồ tùng ngạc nhiên phát hiện dương phàm về mặt y đạo có trình độ không thể tưởng tượng về một số phương diện giải thích có chút tân kỳ thậm chí là chưa từng nghe qua lão đương nhiên không biết đại bộ phận quan điểm y đạo của dương phàm đều đến từ thánh liệu thiên trong công pháp nghịch thiên tiên hồng quyết đệ tử còn lại của tiên lai tông thấy dương phàm không ngờ có thể cùng tham khảo y thuật với lão tổ đều lộ vẻ kinh ngạc đều ở bên cạnh nghe để gia tăng học vấn cùng kiến thức y đạo. Vô hình trung, cái nhìn của những người này đối với Dương Phạm đã xảy ra biến hóa. Từ khinh thường ban đầu chuyển thành sợ hãi, mà hiện tại lại tràn ngập vẻ kính sợ. Bất kể là thực lực, học vấn y đạo, đối phương đều vượt qua đám bọn họ rất nhiều. Tịch nhi bên cạnh lệnh hồ tung. Trong đôi mắt sáng liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, có thêm vài phần tò mò cùng tôn kính chuyện lúc trước bị dương phạm bắt làm con tin cùng ném lên chín tầng mây vô hình trung dương phạm cùng mấy tên tu sĩ tiên lai tông dần dần trở nên quen thuộc trung niên hắc y trúc cơ hậu kỳ lúc trước giao thủ với dương phạm tên là tôn húc khải chính là đương đại tông chủ của tiên lai tông mà cô gái xinh đẹp bên cạnh lệnh hồ tùng tên là lệnh hồ tiểu tịch là huyết mạch duy nhất trên đời này của lệnh hồ tùng thời gian từng chút qua đi vào ngày thứ ba đám người lệnh hồ tùng đến nơi đây. Âm à mặt đất đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Không ngờ truyền tới nơi lánh nạn dưới lòng đất. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mật đạo của chúng ta đã bị bọn họ phát hiện? Thân sắc lệnh hồ tùng bỗng biến đổi. Chương 278, Bắc Ba Ba trong rõ. Đã xảy ra chuyện gì, Chẳng lẽ mật đạo của chúng ta bị bọn họ phát hiện rồi sao? Lệnh hồ tùng thần sắc kịch biến, sự tình liên quan đến an nguy của toàn tiên lai tông, ngay cả hắn cũng lộ vẻ vô cùng khẩn trương. Rung động rất nhỏ đến từ mặt đất khiến cho chúng tu sĩ ẩn núp dưới lòng đất kinh hải không ngớt, trong đáy lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một khi thông đạo dưới lòng đất bị phát hiện, chúng tu sĩ ở đây sợ rằng không thể may mắn trốn thoát. Xin hỏi lệnh hồ tiền bối mật đạo dưới lòng đất này đi thông tới cửa ra ở nơi nào? Dương Phạm cũng không thể không góp sức chống đỡ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Giờ phút nào hắn đã đứng trên cùng một chiến thuyền với tu sĩ Tiên Lai Tông, sống cùng sống mà chết cùng chết. Trong khu mộ tổ phía hậu sơn Tiên Lai Tông chúng ta có một nơi bí mật, đó là nơi yên nghỉ của lịch đại tiền bối trong phái. Lệnh Hồ Tùng không chút suy nghĩ đáp. Thông qua hai ba ngày ở chung cùng trò chuyện với nhau lão đã xác định dương phàm không có bất cứ quan hệ gì với bảy tông phái của tấn quốc hơn phân nửa là vô tình đến nơi này mộ tổ dương phàm thì thầm nói nhỏ thời điểm các ngươi chạy trốn có lưu lại dấu vết gì không nếu có tu sĩ bậc cao đi qua nơi đó có thể nhìn ra manh mối gì hay không khi chúng ta chạy trốn tình huống thập phần cấp bách không có khả năng không lưu lại sơ hở gì lệnh hồ tùng trầm tư nói nếu gặp phải kim đang bậc cao tâm tư tỉ mỉ hoặc là am hiểu thuật truy tung, rất có thể phát hiện dấu vết lưu lại. Không biết thần thức kim đang bậc cao có thể dò xét tới nơi đây không? Dương Phạm lại hỏi. Nơi này ở sâu trong lòng đất đến 4-500 trượng, đừng nói là kim đang bậc cao, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường thần thức cũng không thể thâm nhập sâu dưới lòng đất đến như thế. Lệnh Hồ Tùng Thập Phần tự tin nói, tầng nham thạch dưới lòng đất này vô cùng rắn chắc cho dù gặp phải công kích mạnh mẽ của tu sĩ bậc cao thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng vỡ nát. Mà giờ phút này, rung động đến từ mặt đất đột nhiên ngừng lại. Lão Phu chỉ sợ bọn họ phát hiện ra rồi, đến lúc đó quả thật đơn giản như bắt ba ba trong rọ, chúng ta vốn không có bất cứ đường sống nào. Vẽ mặt lệnh Hồ Tùng lo lắng nói. Dương Phạm Lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách gì hữu hiệu bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về quân địch cách xa nhau như vậy cũng không biết tình huống của đối phương như thế nào tổ gia gia có phải chúng ta sẽ chết ở đây không trên khuôn mặt xinh đẹp của lệnh hồ tiểu tịch có vài phần hoảng sợ bất an nghe vậy thần sắc lệnh hồ tùng ảm đạm nhưng cố nở nụ cười an ủi nói có tổ gia gia ở đây các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì dương phàm cười cười chỉ cần trong lòng còn một tia hy vọng thì chắc chắn có một đường sống lệnh hồ tùng thân hình khẽ chấn động dường như đối với lời nói của dương phạm có chút đồng cảm hồi tưởng lại đủ loại từng trải trong cuộc đời mấy trăm năm của mình cuối cùng hắn thở dài một hơi nói với chúng tu sĩ tại đây ta sẽ lẻn ra ngoài tra xét một chút các ngươi tự giải quyết cho tốt hắn đi tới trước tảng đá lớn màu xanh chặn lối vào thông đạo đưa tay niệm thần chú liên tục điểm nhẹ Oanh ầm ầm tảng đá to lớn dài đến mười mấy trượng chậm rãi đi lên, lộ ra mật đạo thông ra ngoại giới. Dương Dược Sư Nếu Lão Phu có gì bất trắc, hy vọng ngươi có thể hết sức chiếu cố tiên lai tông của ta một chút, đặc biệt là tịch nhi. Nó là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời của ta. Trước khi đi, lệnh hồ tùng không ngờ nói với Dương Phạm như thế, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Có lẽ hắn cũng hiểu được trong những người còn lại. Dương Phạm là người duy nhất có thể thay thế hắn, đồng thời mang lại hy vọng cho tiên lai tông. Dương Mổ sẽ hết sức. Dương Phạm khẽ than, khi ánh mắt đối diện với ánh mắt của lão già tuổi xế chiểu này trong lòng không khỏi mềm nhũng. Trong ba ngày này, hắn cũng lão già này trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng học được rất nhiều. Hưu thân ảnh lệnh hồ tùng lóe lên giống như quỷ mị biến vào trong lòng đất. Trong chớp mắt tiêu thất khỏi tầm mắt của mọi người tốc độ thật nhanh, không hổ là kim đang bật cao. Dương Phạm thầm ngạc nhiên tháng phục. Dưới sự chênh lệch cấp bậc quá lớn, cho dù hắn toàn lực thúc dục tường vân ngõa thì vẫn như cũ không thể sang bằng khoảng cách với tu sĩ kim đang sơ kỳ. Sau một lát, lệnh hồ tùng cũng biến mất ở trong cảm quan của Dương Phạm. Sau đó chính là thời gian chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi, thời gian như là dài hơn, ngay cả Dương Phạm trong lòng cũng có chút bất an bởi vì tình thế phát sinh tiếp theo rất có thể liên quan tới an nguy tính mạng của mình dương đại ca theo huynh tổ gia gia liệu có việc gì không lệnh hồ tiểu tịch dương đôi mắt trong sáng nhìn về phía hắn trong lòng ngược lại có một sự tín nhiệm khó hiểu ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng dương phàm trầm ngâm nói trong địa đạo chật hẹp rất khó hình thành vây công tu sĩ Lệnh hồ tiểu tịch nghe vậy trong lòng bình tĩnh lại một chút không kìm nổi đưa tay nắm lấy cánh tay Dương Phàm. Dương Phàm cảm giác được bàn tay trắng nõn xinh xắn của cô bé này đang run rẩy, hiển nhiên chưa từng trải qua tình cảnh lớn như thế này. Mỗi năm nay mới 16 tuổi mà đã tu luyện tới ngưng thần sơ kỳ rồi, là người kế thừa y thuật của tổ gia gia muội phải không? Dương Phàm cười hỏi. Dạ. Lệnh hồ tiểu tịch lúc này mới phát hiện mình nắm chặt cánh tay đối phương, khuôn mặt khẽ đỏ lên nhưng bởi vì bất an cùng sợ hãi trong lòng khiến cho nàng cần một loại cảm giác an toàn không dám buông tay hơn nữa trước khi tổ gia gia rời đi cùng từng truyền âm cho nàng nếu tổ gia gia xảy ra chuyện gì bất trắc chỉ có đi theo vị dương dược sư này mới có thể có đường sống đúng lúc này dương phàm đột nhiên cảm ứng được từ phía bên kia của mật đạo có một đạo linh khí dao động chẳng lẽ lệnh hồ tùng gặp phải đối thủ Dương Phạm sắc mặt kinh hãi, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn toàn lực triển khai cảm quan, đúng lúc đó rốt cuộc nắm giữ được một đạo thân ảnh quen thuộc đang hướng về bên này. Người đó đúng là lệnh hồ tùng. Trong quá trình phi hành còn khục khạc một tiếng phun ra một búng máu. Có người đuổi theo tới đây. Mau chuẩn bị chặn thông đạo. Thần thức lệnh hồ tùng truyền âm lại trước. Thanh âm kinh sợ này vừa vang lên khiến cho mọi người bị hãm trong lòng đất kinh hải, cả đám chuẩn bị trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Sau một lát, Dương Phàm rất nhanh nắm giữ được một cổ hơi thở cường đại khác, đồng dạng là kim đang bật cao đang truy kích lệnh Hồ Tùng. Rốt cục, bóng dáng lệnh Hồ Tùng có vẻ lão đảo bay vụt vào, những tu sĩ còn lại phụ trách đẩy tảng đá to lớn dài đến mấy chục trượng xuống. Ha ha ha! Để xem ngươi chạy trốn đi đâu! Đúng lúc này, hơi thở cường đại kia phi vụt tới, dĩ nhiên là một gã nam tử mặt trắng như ngọc, thân hình cao lớn, mặt thanh bào. Thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi, có thể nói diện mạo bất phàm. Khi hắn nhìn thấy tảng đá to lớn chậm rãi rơi xuống, hư lạnh một tiếng, cách không đánh ra một chưởng. Âm à, một đạo khí hình trụ màu xanh đánh trúng tảng đá dài mười mấy trượng, không ngờ khiến cho nó khẽ dừng lại trong phút chốc. Ô! Nam tử mặt thanh bào khẽ ô một tiếng hiển nhiên không ngờ được tảng đá kia cứng rắn đến vậy, tuy nhiên hắn thừa dịp cửa đá kia khẽ dừng lại trong chớp mắt, thân hình cấp tốc phi tới, rõ ràng là muốn liều chết lao vào. Thóc đúng lúc này, một tia linh quang ba màu từ phía khác của tảng đá bắn ra. Trực tiếp chém về phía hạ bạn của hắn. Dương Phạm ở thời khắc máu chốt liền xuất thủ. Đối mặt với một kích của trúc cơ đỉnh phong, nam tử thanh bào cũng khó có thể khinh thường, thân hình ngừng lại một chút, dưới chân nhoáng lên một cái liền đá linh quang ba màu này ra. Quanh ầm ầm, thừa dịp này cửa đá kia cấp tốc rơi xuống, hơn nữa chỉ còn cách mặt đất độ cao ba bốn thước. Đừng hồng. Nam tử mặt thanh bạo trong mắt lệ quan chấp lóe liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Tuy nhiên đúng lúc này, một tiên ngân quan nhỏ bé từ bên trong bắn ra. Đồng thời mang theo một cổ ánh sáng màu làm chấn nhiếp linh hồn. Thời điểm vật này đột nhiên phi tới, thần hồn nam tử mặt thanh bào khẽ rung lên, lập tức bị ảnh hưởng trong chớp mắt như vậy. Là vật gì? Tiên ngân quan nhỏ bé kia đã bắn tới mặt hắn, tốc độ vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, trong ngân quan đó còn pha lẫn một chất lỏng lấp lánh quỷ dị. Đó là kịch độc. Nam tử thanh bào không dám chậm trễ, thân hình ngừng lại vương hai đầu ngón tay được bao bọc một tầng thanh quan kẹp lấy một cây ngân châm hình dáng đặc biệt. Thứ hồn châm nam tử thanh bào kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra lai lịch của cây châm này. Thứ hồn châm chính là dị bảo cực kỳ hiếm thấy ở tu tiên giới. Hắn không khỏi lộ vẻ vui sướng. Oanh ầm ầm, tuy nhiên ngay tại phút này, tảng đá kia ầm ầm hạ xuống ngăn cách hắn ở bên ngoài. Hừ! Đừng tưởng trốn ở trong này thì từ mổ không làm gì được các ngươi. Nam tử thanh bào cười lạnh một tiếng, lấy ra pháp bảo oanh kích mãnh liệt về phía trước nhưng không cách nào làm tổn thương tảng đá to lớn này một chút mảy may công kích hơn nửa ngày chính hắn cũng cảm thấy không thú vị thì thào lẩm bẩm tốt xấu cũng chiếm được một cây thứ hồn châm chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này một lưới bắt hết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian hưu thân hình nam tử thanh bào chật lóe báp về phía ngoài mật đạo sau một lát hô chúng tu sĩ ở trong động thở dài một hơi làm phiền dương dược sư vừa rồi xuất thủ, bằng không để tự phong kia tiến vào vậy hậu quả không thể lường được. Chỉ đáng tiếc cho chiếc thứ hồn châm kia của dương dược sư. Lệnh hồ tùng vẻ mặt ấy nấy nói, giờ phút nà thương thế của hắn quá nặng, hiển nhiên lại bị thương tiếc. Thứ hồn châm tuy rằng trân quý, nhưng so với tánh mạng của ta thì cũng không tính là gì dương phạm thản nhiên nói. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng có chút đau xót thứ hồn châm giá trị tuyệt đối vượt xa pháp bảo bình thường. Dưới công kích xuất kỳ bất ý, cộng với chất kịch độc trên đó, càng mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, trong tay hắn dù sao vẫn còn hai chiếc thứ hồn châm, tổn thất một chiếc vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được. Lệnh hồ tiền bối. Tình huống bên ngoài thế nào, đặc biệt là thực lực tổng thể của bọn họ. Dương Phạm lập tức hỏi vào việc chính. Hắn phải hiểu rõ tình huống thực tế nơi này, như vậy mới có thể biết được hoàn cảnh chân chính của mình giờ phút này. Bên ngoài có hai tu sĩ bậc cao, một người trong đó Dương Dược Sư vừa mới nhìn thấy, chính là tên Nam Tử Mặt Thanh Bạo vừa rồi. Người này tên là Từ Phong, cảnh giới Kim Đan Sơ Kỳ, chính là đệ tử thân truyền của Đại trưởng Lão Tiên Huyễn Linh Vận Tông. Còn có một tu sĩ bậc cao khác trong chiến đấu mấy ngày trước đã bị trọng thương, cũng là tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ. Đại khái cũng là đệ tử Tiên Huyễn Linh Vận Tông. Ngoại trừ hai tu sĩ bậc cao ra, còn có hai mươi mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ hậu kỳ. Hai gã kim đang bậc cao, còn có hơn hai mươi tên trúc cơ kỳ. Dương Phạm cao mày, hắn cũng hiểu rõ sự tình cấp bách hiện giờ. Tuy nhiên, khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là từ phong kia lại cùng tông môn với Linh Hà Tiên Tử. Người trà trộn vào thế lực cao tầng của ngư dương quốc kia. Như vậy nam nhân này cùng mộng tuyết mình từng gặp mặt kia có thể có quan hệ nhất định. dáng vẻ lệnh hồ tùng suy yếu, khoanh chân ngồi xuống, liên tục ăn vào mấy khỏa đang dược khẽ than nói, thương thế của lão phu còn chưa chữa được một nửa, hiện tại thương càng thêm thương, xem ra hy vọng chạy thoát càng xa vời. Dương Phàm thì đứng lặng tại chỗ. Ánh mắt lấp lóe không ngừng, trầm ngâm trong phút chốc, rốt cuộc lên tiếng nói, có lẽ chúng ta còn có một con đường sống chỉ cần lệnh hồ tiền bối nghe theo sự an bài của ta. Chương 279, huyền cơ tu vi tăng lên. Thanh âm dương phạm khiến cho đôi mắt lệnh hồ tùng vốn đang ảm đạm trở nên bừng sáng, thần quan lóe ra nhìn hắn nói, ngươi có biện pháp nào? Chỉ cần có thể giúp tiên lai tông chúng ta truyền thừa một phần hương khói, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nghe Dương Phạm nói như vậy, chúng tu sĩ tiên lai tông còn lại trong lòng cũng tăng vài phần mong đợi. Tuy nhiên, trong ánh mắt bọn họ nhiều hơn là sự nghi ngờ. Thực lực quân địch quá mức cường đại, có hai gã kim đang bậc cao, tu sĩ trúc cơ kỳ hơn 20 người, bên ta chỉ có một tu sĩ bậc cao nguyên khí trọng thương. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có mấy người. Càng tuyệt vọng hơn là mọi người còn bị vây trong tình cảnh giống như ba ba trong rọ đợi người ta bắt thế này. Dưới tình huống như vậy, ngay cả kim đang bật cao như lệnh hồ tùng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay cả một chút lòng tin chạy thoát cũng không có. Thử hỏi, một dược sư trúc cơ kỳ không tên không tuổi làm thế nào có thể khiến người tin phục, lại làm thế nào có thể ngăn cơn sóng dữ chứ? Hiện nay, vận mệnh của Dương Mổ đã tương liên chặt chẽ với quý môn, chỉ có cố gắng xuất ra toàn lực mọi người chúng ta mới có thể có một con đường sống. Giọng điệu Dương Phạm dần dần ngưng trọng, lời nói và việc làm tăng thêm vài phần uy nghiêm. Trên thực tế, hắn lo lắng nhất chính là làm thế nào để từ kẻ hở của thế lực hai phía mà chạy thoát ra. Sau đó mới là an nguy của đám người lệnh hồ tùng, về phần vận mệnh của những tu sĩ tiên lai tông còn lại đã không phải là chuyện hắn có thể quan tâm. Cho nên, giờ phút này mới ngược lại hạ thấp mình xuống một chút, chủ động đứng ra. Người nếu có vài phần nắm chắc, vậy cứ việc nói ra, lão phu có thể suy nghĩ lệnh hồ tùng hướng hắn gật đầu tỏ ý có lẽ tu sĩ ngư dương quốc thần bí khó lường trước mắt này thực sự có thể mang đến một đường sinh cơ cho mọi người ta chỉ nói hai điểm dương phàm vẻ mặt nghiêm nghị khẩn trương nói thứ nhất ta muốn giúp lão chữa thương cái gì chúng tu sĩ tiên lai tông nghe lời này thiếu chút nữa đều kinh hô lên giúp lão tổ chữa thương chẳng lẽ dược sư trúc cơ kỳ trước mắt này bị điên sao phải biết rằng tiên lai tông cũng là môn phái truyền thừa y đạo lệnh hồ tùng lại là dược sư bậc cao nổi tiếng toàn la sơn quốc dược sư bậc cao nha ở trong tu tiên giới vô cùng ít ỏi địa vị cao quý siêu nhiên được vạn người kính ngưỡng thử nghĩ mà xem một dược sư bậc cao bị thương còn cần một gã dược sư bậc thấp đến giúp đỡ trị liệu sao nói tiếp đi trong đôi mắt lệnh hồ tùng tinh quang lấp lánh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Dương Phạm một cái. Dương Phạm đề nghị hỗ trợ hắn chữa thương, hiển nhiên là rất không hài lòng với tốc độ tự chữa thương của lệnh Hồ Tùng. Nơi này không thể ở lâu, bằng không khi viện quân của địch nhân đến chúng ta sẽ thật sự sinh cơ xa vời. Mà hai kim đang bật cao bên ngoài chỉ có lệnh hồ tiền bối có thể chính diện chống cự một hai. Mọi người muốn chạy trốn vậy lệnh hồ tiền bối phải có đủ một thực lực nhất định. Cho nên. Điểm thứ hai, ta muốn để lão trong thời khắc máu chốt dùng một loại linh dược bí chế. Sau đó thực lực gia tăng rất lớn, kiềm chế càng nhiều tu sĩ càng tốt, giúp cho mọi người có cơ hội chạy trốn. Dương Phạm trước phân tích tình hình, sau đó nói ra điều thứ hai của mình. Linh dược bí chế gia tăng thực lực. Lệnh hộ tùng cao mày. Sư Tôn. Người không nên bị người này lừa gạt, hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng người giúp cho mình chạy trốn mà thôi. Bí dược gia tăng thực lực sau khi sử dụng sẽ có tác dụng phụ không thể tưởng tượng, huống chi hiện tại người đang bị trọng thương, nguyên khí tổn hao quá lớn. Trung niên hắc y họ Tôn kia trợn mắt nhìn Dương Phạm vội vàng lên tiếng khuyên giải. "Ha ha." Dương Phạm lạnh lùng cười, trực tiếp không nhìn hắn, nhìn lệnh hồ Tùng thản nhiên nói, "Linh dược bí chế này của ta tên là Nghịch Linh Huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực lên rất lớn, hơn nữa tác dụng phụ cực nhỏ." chính dương mổ cũng chỉ có mấp giọt ta vì chính mình cũng vì mọi người mới nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích mà xuất ra một giọt hắn che giấu số lượng thứ phẩm nghịch linh huyết hơn nữa cũng không nói ra thần hiệu nghịch thiên không nói là không hề có tác dụng phụ bởi vì như vậy sẽ chỉ làm người khác càng thêm nghi ngờ mà thôi đã có bí dược như thế vì sao ngươi không tự mình dùng cố ý muốn cho sư tôn dùng hơn nữa tiên lai tông chúng ta cũng là tông môn y đạo bí dược tăng cường thực lực cũng không phải không có. Trung niên hắc ý cười lạnh trào phúng nói. Trước đó hắn giao thủ với Dương Phàm bị thua trận, vốn có chút mất mặt không dám ngẩng đầu lên, sau đó thấy sư tôn đối với người này vô cùng sùng bái lại càng cảm thấy không vui, loại linh huyết này của Dương Mổ chỉ có tu sĩ bậc cao mới có thể chịu đựng. Dương Phàm không ngại phiền giải thích thêm, chợt quay đầu nhìn về phía lệnh Hồ Tùng. Giọng nói trịnh trọng, tiền bối nếu có thể đáp ứng hai điều này. Dương mổ cam đoan chúng ta có ngoài năm thành hy vọng trốn thoát, ít nhất sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt, để ta suy nghĩ một chút. Lệnh hồ tùng lâm vào trầm tư. Sau khi dùng loại linh dược này, thông thường sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với nền tảng của tu sĩ, điểm ấy hắn đương nhiên hiểu được. Sau một lát, lệnh hồ tùng hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kiên quyết, thọ nguyên của lão phu vốn không còn nhiều lắm, cho dù liều chết cũng nên lưu lại một con đường sống cho đệ tử môn đồ tiên lai tông trải qua một phen đấu tranh, lão già đã đến tuổi xế chiều này rốt cuộc hạ quyết tâm. Sau đó, lệnh hồ tùng triệu tập mấy tên thành viên trung tâm của tiên lai tông, công đạo với bọn họ một số việc, bao gồm cả một số vật gia truyền trên người cũng giao lại cho lệnh hồ tiểu tịch cùng trung niên hắc y họ tôn. Không đến một lát, lệnh hồ tùng nhìn về phía dương phàm khẽ thở dài, dương dược sư. Chúng ta có thể bắt đầu rồi dương phàm gật gật đầu, đi tới trước mặt lệnh hồ tùng ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, vương một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên bờ vai của hắn. Trên thực tế, lệnh hồ tùng vẫn đang tự hành chữa thương, lực lượng tiên hồng bí quyết của dương phạm chậm rãi thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc trong con ngươi ảm đạm như cho tàn của lệnh hồ tùng lộ ra một tia kinh ngạc, lực lượng của ngươi thật kỳ quái. Dương phàm cười mà không đáp, hàng ngàn hàng vạn dòng sinh mệnh lực chảy khắp kinh mạch toàn thân lệnh hồ tùng cũng rất nhanh tìm được bộ vị bị thương, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Tại trong quá trình này, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt lệnh hồ tùng càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng trở thành vô cùng khiếp sợ. Tốc độ trị liệu của Dương Phạm thật sự rất nhanh, thậm chí so với dược sư bậc cao như hắn còn nhanh hơn nhiều. Điều này làm sao hắn không khiếp sợ cho được. Tuy nhiên, Dương Phạm thân là người trong cuộc lại thập phần không hài lòng. Chung quy chỉ là do chiến đấu mà lưu lại thương thế, tốc độ trị liệu không ngờ lại chậm như vậy dương phàm thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng lộ vẻ cố hết sức nhưng quá trình trị liệu đã mang tới cho hắn hiệu quả và lợi ích cũng vượt quá tưởng tượng hắn chỉ cảm thấy những dòng sinh mệnh lực từ trong cơ thể đối phương quay lại càng được tinh luyện thâm hậu hơn còn thêm vào đó là một cổ sinh mệnh lực tinh khiết sau đó tiến thêm một bước gia tăng lực lượng trong cơ thể chính mình khi tự mình chữa trị cho tu sĩ bậc cao cảm nhận được thực lực mình tăng cường đền mấy lần trong mơ hồ hắn nắm giữ được nguyên nhân mà tiên hồng bí quyết mang đến lợi ích cho mình trong quá trình chữa thương điều này cũng giống như thiên địa âm dương ban ngày thì dương thịnh âm suy đêm đến thì âm thịnh dương suy cũng với loại đạo lý này còn có một số như là đạo tiêu thì ma trường sinh tử tuần hoàng nhân quả luân hồi gì gì đó có thịnh tất có suy có tăng tất có giảm khi dương phàm ở trong quá trình trị liệu đánh tan cổ ách tắc tại vị trí bị thương kia liền tất nhiên sẽ sinh ra một loại lực lượng sinh cơ khác hoàn toàn tương phản đây là một loại thiên địa chí lý huyền diệu khó có thể giải thích hiện tại dương phàm chỉ có thể lờ mờ hiểu ra một chút quá trình trị liệu kéo dài đến mấy canh giờ dương phàm không ngờ bị vây trong một loại thể ngộ huyền diệu cho nên hắn cũng không có cảm thấy được lệnh hồ tùng đang vô cùng rung động Thời khắc này tâm thần Dương Phạm chấn động cho ra một kết luận mà chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu nguyên lý tăng trưởng công lực là như vậy, mà trong thiên địa vô số sinh mệnh tiêu tan cũng không chỉ giới hạn trong nhân loại, còn có thế gian vạn vật khác nữa. Nếu phương thức tăng tu vi lên của ta như vậy khẳng định không chỉ giới hạn trong mỗi nhân loại như thế. Thiên địa vạn vật đều sinh ra rồi hủy diệt hàng hạ vô số, trên lý luận mà nói Dương Phạm có thể từ trong vạn vật mà tăng tu vi lên chỉ là hiện tại tu vi tiên hồng bí quyết của hắn cảnh giới còn thấp, còn bị vây trong phạm vi sinh mệnh, có chút khuynh hướng riêng về công pháp sinh mệnh, không thể bao phủ vạn vật trong thiên địa. Hồ sau một lúc lâu, Dương Phạm thở dài một hơi, thu hồi tay mình theo thói quen nói, lệnh hồ tiền bối. Thương thế của ngài đã hồi phục. Cái gì? Chúng tu sĩ tiên lai tông đều chấn động. Nhanh như vậy đã trị liệu xong. Trái lại vẻ mặt lệnh hồ tùng coi như trấn định, nhưng sự kinh hãi trong đôi mắt dù bất kể thế nào cũng không thể che giấu. Điều này sao có thể, tốc độ trị liệu nhanh như vậy? Hơn nữa năng lực trị liệu liên tục của hắn không ngờ lâu như vậy. Trong lòng Lệnh Hồ Tùng nổi lên từng đợt sóng lớn, hắn, hắn thật sự chính là tu sĩ bậc thấp sao? Lệnh Hồ Tùng không khỏi dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Dương Phàm. Hắn hoài nghi người này giả heo ăn thịt hổ nếu không với thực lực tu sĩ bậc thấp làm sao có thể có được tốc độ trị liệu vượt xa dược sư bậc cao chứ xin hỏi dương đạo hữu người xuất thân từ dược tiên cốc là đệ tử của vị dược sư bậc cao đó sao lệnh hồ tùng thử hỏi trong giọng nói có thêm một tia kính ý lệnh hồ tiền bối có ý gì tại hạ là một người thuộc giới tán tu về phần dược tiên cốc chỉ là nghe nói qua ừ một vị hồng nhan tri kỷ của dương mỗ đúng thật là truyền nhân của dược tiên cốc dương phạm khó hiểu đáp chỉ là tốc độ chữa thương của dương đạo hữu lệnh hồ tùng nói đến đây liền cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ lệnh hồ tiền bối không hài lòng sao dương phạm khẽ thở dài một hơi đây là lần đầu tiên dương mổ trị liệu cho dược sư bậc cao cũng không nghĩ tới lại gặp một chút lực cản đây cũng là lần trị liệu có tốc độ chậm nhất từ khi dương mổ nhập y đạo tới nay không ngờ tiêu tốn hết thời gian nửa ngày chính dương phàm cũng cảm thán nói trước kia thời điểm chữa thương cho những tu sĩ ngưng thần kỳ trúc cơ kỳ không lần nào không thoải mái nhẹ nhàng cho dù gặp phải thương thế nghiêm trọng thì nhiều nhất cũng chỉ một canh giờ mà thôi khụ khụ nội tâm lệnh hồ tùng hung hăng chấn động một chút miễn cưỡng cười nói dương dược sư khiêm tốn rồi đều là dược sư nhưng lại là dược sư bậc cao khi hắn đối mặt với dạng quái thai như dương phàm quả thật cảm thấy một trận vô lực và mất mát tốt lắm bước đầu tiên rốt cuộc hoàn thành, dưới sự hợp lực của chúng ta, thương thế của lệnh hồ tiền bối trên cơ bản đã khỏi hẳn. Dương Phạm đứng dậy, trong mắt lộ ra mấy tia thần quan ngưng trọng, cấp bách nói, kế tiếp là điểm then chốt nhất để phá vây, có thể có mấy người chạy thoát phải dựa vào lệnh hồ tiền bối phát huy, còn có sự cố gắng của các vị. Dứt lời. Hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trên đó hàng quang màu xanh lóe lên bao phủ một giọt chất lỏng màu lam trong suốt đẹp đẽ chất lỏng này chính là thứ phẩm nghịch linh huyết, chính Dương Phạm cũng chưa từng sử dụng. Hắn chuẩn bị vứt cho lệnh hồ tùng dùng trước. Chậm đã. Lệnh hồ tùng đột nhiên quát khẽ trong đôi mắt tinh quang lấp lánh. Chương 281, Kim Đan Đại Tu Sĩ Hiệu quả của nghịch linh huyết vượt xa dự đoán của Dương Phạm, không ngờ giúp cho thực lực của lệnh hồ tùng tăng cường gấp đôi. Kim đang bậc cao bình thường căn bản không phải đối thủ của lão. Các ngươi đi theo ta. Dương Phạm lôi kéo cánh tay của lệnh hồ tiểu tịch, dưới chân tường vân ngỏa tỏa ra hàng quan lấp lóe, mặc dù dẫn theo một người, tốc độ cũng hơn xa trúc cơ bình thường, đây còn là kết quả chưa có xuất ra toàn lực. Trung niên hắc y họ tôn ghi nhớ lời sư tôn lệnh hồ tùng đã nói, mặc dù có thành kiến lớn với dương phàm nhưng vẫn như cũ đi theo sát phía sau ngoài ra đi theo hắn còn hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ cùng một số đệ tử ngưng thần kỳ một phần ba tu sĩ tiên lai tông đều đi theo dương phàm đột phá vòng vây mau chặn bọn họ lại trảm thảo trừ căng từ phong đứng ở một góc xa xa ánh mắt ác liệt đảo qua lệnh hồ tiểu tịch và dương phàm lập tức biết được tầm quan trọng của hai người này bất kể như thế nào cũng không thể để cho bọn họ chạy thoát. Hắn thập phần thông minh, thân hình bay ra phía xa xa tạo một khoảng cách với Lệnh Hồ Tùng, không cùng hắn liều mạng kéo dài thời gian chờ quân tiếp viện đến. Ha ha ha. Đừng mơ tưởng thành công. Lệnh Hồ Tùng cười dài một tiếng, sau khi chém chết một gã kim đang bật cao, thân hình như lốc xoáy lao vọt về phía trước, ngăn cản hơn nửa số tu sĩ có ý đồ truy kích đám người dương phàm. Hồ quang mang màu lam quanh thân lệnh hồ tùng mơ hồ lấp lóe, một cổ gió lốc cuồng bạo màu lục quét ngang tới, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ phía trước phạm là bị quét trúng đều lập tức tan xương nát thịt, thân thể đều bị cắn nát. Cái uy bậc cao không thể ngăn cản, trong mỗi cái giơ tay nhất chân đều ẩn chứa uy năng phá kim nát thép vô cùng to lớn. Đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù là một kiện pháp khí hiện ra trước mặt cũng có thể trong khoảnh khắc bị hóa thành bột mịn huống chi hiện tại lệnh hồ tùng còn phục dụng thứ phẩm nghịch linh huyết, thực lực tăng vọt gấp hai. Các ngươi chạy mau. Lão phu một mình cản phía sau cũng đủ rồi, thuận tiện báo thù cho những đệ tử tiên lai tông đã bị giết. Lệnh hồ tùng chiến ý giàu dạt, khí thế cường thịnh. Có chút hăng hái giống như quay về thời trai trẻ vậy. Chợt hắn tế ra một một kiếm màu lục, chất gỗ chế tạo nên thanh kiếm này nhìn qua cứng rắn vô cùng, dưới công kích mang theo một cổ độc khí màu xanh kỳ dị nơi nào nó đi qua. Tu sĩ trong khu vực đó đều cảm thấy độc khí nhập thể. Tứ chi tê liệt, thất khiếu đổ máu. Cẩn thận. Đó là độc kiếm. Từ phong đứng ở xa xa, ánh mắt ngưng trọng. Lấy ra một viên ngọc mượt mà sáng bóng nắm ở trong tay để ngừa vạn nhất. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột, quân tiếp viện thế nào còn chưa có tới. Kim đang sơ dai nhỏ bé chớ có ngông cuồng. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho chúng tu sĩ toàn trường tâm thần run sợ. Tiếng ông ông trực tiếp rung động trong đầu. Cổ uy áp cùng thanh thể này vượt xa kim đang sơ giai bình thường, ngay cả lệnh hồ tùng cùng sắc mặt kinh hải. Chẳng lẽ lại có địch nhân đáng sợ tới? Dương Phạm âm thầm kinh hải. Dùng dư quan nơi khóe mắt lén liếc nhìn qua, phát hiện một lão già mặt hắc bào ma khí cuồn cuộn đang bay tới, một thân khí thế chấn nhiếp lòng người nếu so sánh với trác kinh mới bước vào kim đan kia thật giống như trẻ con so với tráng hán vậy đều là bậc cao thực lực lại kém xa nhau như vậy chẳng lẽ lão quái mới tới này là nguyên anh kỳ không ổn đây là đại tu sĩ kim đan hậu kỳ các ngươi khẩn trương chạy đi lão phu cũng không có nắm chắc đối phó hắn đúng lúc này lệnh hồ tùng truyền âm lại đây đại tu sĩ kim đan hậu kỳ tâm thần dương phạm rùng mình. Hắn mặc dù chưa có bước vào bậc cao nhưng cũng biết phân chia thứ tự cấp bậc. Một khi bước vào bậc cao, mặc dù chênh lệch một giai đoạn nhỏ, thực lực cũng có thể kém xa vạn dặm. Mà ở trong những cảnh giới này, bất kể là Kim Đan hay là Nguyên Anh, một khi tiến vào cảnh giới hậu kỳ đại biểu chính là thần thông đại thành của giai đoạn đó. Cho nên, cảnh giới hậu kỳ chính là đại tu sĩ. Đứng ở trên đỉnh cao trong cùng cảnh giới đem ra so sánh thì cảnh giới đại viên mãn chính là một loại cảnh giới viên mãn như ý về phương diện thần thông không có bất cứ tăng vọt nào chênh lệch so với cảnh giới hậu kỳ ngược lại không tính quá lớn giờ phút này vừa nhìn thấy đại tu sĩ kim đang hậu kỳ cho dù đã dùng thứ phẩm nghịch linh huyết thì lệnh hồ tùng cùng lâm vào động dung ngươi cùng tất cả mọi người lui đi lão thất phu này giao cho ngụy mổ đại tu sĩ kim đang mặc hắc bào một thân ngạo khí giống như thiên thần xuất thế, một thân khí thế hào hùng áp bách toàn trường, trực tiếp đuổi đám người từ phong đi. Tiếp ta một chưởng. Đại tu sĩ Kim đang lạnh lùng quát một tiếng, cách không bổ ra một chưởng, một mảnh lưu quan màu đen như nước lũ cuốn về phía lệnh hồ tùng. Lệnh hồ tùng vận khởi toàn lực, hào quang màu lam trên cánh tay chật lóe, một chưởng chậm rãi đánh ra, ngừng kết một cổ lực lượng trầm trọng hào hùng âm hai cổ lực lượng cường đại giao kích một chỗ trong không gian truyền ra một tiếng nổ lớn, dư chấn khiến cho những tu sĩ lân cận khí huyết bốc lên. Thân thể lệnh hồ tùng khẽ rung lên ở trong hư không loạn choạng một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại. Đại tu sĩ Kim Đan họ ngụy thân hình vững như Thái Sơn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc chợt cười lạnh nói, ha ha ha. Để xem bí dược tăng thực lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngụy mổ thật sự hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một lát bồi lão phu hoạt động gân cốt. Tu sĩ ma đạo họ ngụy thân hình như quỷ mị lao về phía lệnh hồ tùng. Liên tục lưu lại tàn ảnh trong hư không, trong thời gian ngắn phát động công kích liên miên không ngừng, giống như xét đánh uy lực có thể nói kinh thế hải tục. Trước mặt đại tu sĩ kim đan này, lệnh hồ tùng chỉ có thể tận lực chống đỡ, còn may hắn tu luận chính là công pháp mộc hệ, năng lực duy trì có chút tương đối mạnh. Nếu không phải đã phục dụng nghịch linh huyết tăng thực lực lên gấp đôi lệnh hồ tùng sợ rằng căn bản không có tư cách giao thủ với đối phương. Hơn nữa, tu sĩ họ ngụy này vẫn chưa xuất động pháp bảo, dường như cố ý muốn cùng lệnh hồ tùng hoạt động cho giảng gân giảng cốt. Bằng không với tu vi bản thân đối phương một khí xuất động pháp bảo cường lực. Lệnh hồ tùng không có khả năng kiên trì bao lâu. Lão thất phu nà ý vào thực lực cường đại quả thực không coi ai ra gì. Từ phong thân là tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ đối với đại tu sĩ Kim Đan họ ngụy vừa hận vừa sợ, người này cũng không phải tu sĩ trong tiên huyễn linh vận tông hắn mà là tu sĩ của một đại phái ma đạo, một trong bảy đại phái lánh đời của Tấn Quốc. Hắn cắn chặt hàm răng. Lạnh lùng ra lệnh, mười tên trúc cơ kỳ đến đây theo ta truy kích. Có đại tu sĩ Kim Đan họ ngụy đối phó lệnh Hồ Tùng. Từ phong xem như yên tâm. Dồn mục tiêu chăm chú vào trên người đám tu sĩ chạy trốn. Hưu hưu hưu, hắn dẫn theo 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đuổi theo hướng đám người dương phàm chạy đi. Hư Cái loại hoạt động khổ sở đuổi giết đào binh này ngụy mổ cũng không thèm đi làm, hơn nữa chém giết những đào binh kia thu hoạch làm sao so được với lão tổ một phái. Đại tu sĩ Kim đang họ ngụy trong khi chiến đấu lén liếc mắt nhìn từ phong đang rời xa dần. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Thì ra, hắn đang tính toán cho chính mình. Xâm lấn La Sơn Quốc chính là tấn quốc bảy đại tông phái, là liên minh thế lực khắp nơi bên trong cũng có một số thân hoài ý xấu. Mà giờ phút này, tạm linh xích trong tay Dương Phạm khẽ phất lên một cái, một đạo hồ quang ba màu phá không bay ra, đã thương hai gã tu sĩ trút cơ kỳ đuổi theo tới gần. Trong mắt Dương Phạm lệ quan chật lóe, một bàn tay khác cách không đánh ra một chưởng. Lập tức, một mảnh khí vụ màu lục hóa thành một con phi ưng, một đạo ánh sáng màu lục chợt phá không bay ra, tốc độ giống như ti chớp cắt vỡ cổ họng hai cường giả trúc cơ kỳ. Phốc phốc. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ lập tức thân vong tại chỗ. Trung niên họ tôn đi theo phía sau Dương Phạm cảm thấy hết hồn, không nghĩ tới thực lực Dương Phạm cường hãn như vậy. Dọc theo đường đi. Lần này đã là lần thứ tư hắn nhìn thấy Dương Phạm xuất thủ diệt chết trúc cơ đồng cấp. Mặc dù dẫn theo lệnh hồ tiểu tịch, Tốc độ của Dương Phạm vẫn nhanh như vậy, nếu không phải bởi vì còn cố kỳ trung niên họ tôn kia hắn đã sớm cao chạy xa bay rồi bốn lần xuất thủ, giết chết bảy tên tu sĩ trúc cơ kỳ tốc độ khá nhanh, mắt thấy số tu sĩ đuổi theo phía sau càng ngày càng ít. Dương Phạm khẽ buông lỏng một hơi, trong lòng có chút lo lắng cho lệnh hồ tung. Không biết hắn có ứng phó được tên đại tu sĩ Kim Đan kia hay không? Để ta xem các ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này phía sau truyền đền một tiếng cười lạnh tiếng xé gió chật lọt vào trong tai một đạo ánh sáng màu xanh từ phương xa phi tới tên tu sĩ kim đan kỳ từ phong kia đã đuổi kịp tới đây tốc độ so với thời kỳ dương phàm toàn thịnh còn nhanh hơn một nửa không ổn tu sĩ bật cao đuổi tới trung niên họ tôn vẻ mặt sợ hãi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng dương phàm sớm đã có chút không vừa mắt lạnh lùng liếc nhìn trung niên họ tôn kia ngươi nếu buông tha cho sinh niệm dương mổ lập tức mặc kệ ngươi không nên không nên trung niên họ tôn gần như rít gào nói ta đi theo ngươi cái gì cũng nghe lời ngươi nhớ kỹ lời ta nói chỉ cần trong lòng có một tia hy vọng tất nhiên còn cơ hội có một con đường sống dương phàm lạnh lùng buông một câu kéo cánh tay lệnh hồ tiểu tịch tiếp tục bay về phía xa hắn muốn rời khỏi chiến trường chính ít nhất không thể ở trong thần thức cảm quan của đại tu sĩ Kim Đan kia. Gặp phải tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, Dương Phàm còn có một chút cơ hội, nhưng nếu bị đại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ kia đuổi giết vậy mới thật sự là cửu tử nhất sinh chân chính. Ồ, tiểu tử này không mượn pháp bảo lại có thể phi hành, tốc độ còn nhanh như vậy. Từ Phong cảm thấy được một tia dị thường. Ánh mắt bỗng chú ý tới đôi giày dưới chân Dương Phàm. Kia là pháp bảo gì? trong mắt từ phong hiện lên một tia tham lam, cảm giác được pháp bảo này không tầm thường. Lưu lại. Tiếng xé gió từ phía sau chấn động, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên đỉnh đầu xẹt qua, chật chặn đường đi của đám người dương phàm. Dương Dược Sư. Dương Phàm cảm thấy cánh tay lệnh hồ tiểu tịch đang run rẩy, thân thể mềm mại cứng đờ, hiển nhiên lâm vào trong sợ hãi bóng ma tử vong. Tôn Đạo Hữu Trước hết chạy theo một hướng trốn đi, người này để dương mộ ứng phó một lát sắc mặt dương phàm nghiêm nghị thần thức truyền âm để trung niên họ tôn rời đi vậy ngươi còn có tịch nhi trung niên họ tôn lộ vẻ do dự cúc đừng ở chỗ này vướng chân tay ta dương phàm quát lạnh một tiếng hắn đối với trung niên họ tôn này đã sớm thấy khó chịu ta đi đây trung niên họ tôn sắc mặt u ám Hắn cuối cùng hiểu rõ thì ra Dương Phàm căn bản là coi thực lực hắn yếu nhược, làm vướng bận tay chân. Hưu Trung niên họ Tôn nói xong, xoay người bỏ chạy về một hướng. Người trước tiên lui về phía sau mấy chục trượng. Dương Phàm buông tay lệnh Hồ Tiểu Tịch ra. Vẻ mặt bình tĩnh nói, "Dương dược sư, ngươi." Lệnh Hồ Tiểu Tịch vẻ mặt lo lắng khẩn trương, tuy nhiên khi nàng chạm phải ánh mắt trấn định tự nhiên của Dương Phàm, trong lòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh một chút, ngoan ngoãn lùi lại ngoài mấy chục trượng. Ha ha! Tiểu bối ngươi thật có dũng khí, không ngờ dám cùng từ mổ chiến một trận. Ánh mắt từ phong khinh miệt nhìn dương phàm, dáng vẻ bể nghề tư thái từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lộ ra vài phần đùa giỡn. Từ khi bước vào kim đan kỳ tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy một con kiến bậc thấp có gan khiêu chiến quyền uy bậc cao. Chương 282, Cấm Pháp Chỉ Hoàng Dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt châm biếm trào phúng, không nói chuyện cũng không động thủ. Hắn muốn đùa dẫn con kiến không biết trời cao đất rộng này một chút. Bình thường tu sĩ bậc thấp nhìn thấy tu sĩ bậc cao như hắn ngay cả lực trả đòn cũng không có, mà nam tử trước mắt này không ngờ bình tĩnh tự nhiên như thế, trong ánh mắt nhìn về phía hắn không có chút vẻ kính sợ nào. Điều này khiến cho từ phong thân là kim đang bậc cao, lòng tự trọng bị một chút đả kích, loại biến hóa tâm lý không rõ ràng này ngay cả chính hắn cũng không có nhận ra. Xin tiền bối chỉ giáo. Được chiến một trận công bình cùng tu sĩ bậc cao chính là nguyện vọng tha thiết bấy lâu của Dương Mổ. Dương Phạm không chút sợ hãi nói. Hắn mơ hồ cảm thấy tâm tính khinh địch của đối phương, trong lòng mừng thầm, không ngại thuận thế làm theo lộ ra tư thái cùng vọng. Tốt tốt tốt. Từ phong không giận ngược lại cười lớn, quyết định từ từ đùa dẫn dương phàm để cho hắn hiểu được cái uy của bậc cao là không thể xúc phạm ba tiếng cười từ phong vừa dứt thân hình giống như cơn gió nhẹ bồng bềnh thổi tới tốc độ nhanh đến khó tin một tay nhấc lên quang mang màu xanh bộc phát một cổ uy thế to lớn không thể chống cự bức bách về phía dương phàm lệnh hồ tùng cười dài một tiếng sau khi chém chết một gã kim đang bậc cao thân hình như lốc xoáy lao vọt về phía trước ngăn cản hơn nửa số tu sĩ có ý đồ truy kích đám người dương phàm. Hồ quang mang màu lam quanh thân lệnh hồ tùng mơ hồ lấp lóe, một cổ gió lốc cùng bạo màu lục quét ngang tới, mấy tên tu sĩ trút cơ kỳ phía trước phàm là bị quét trúng đều lập tức tan xương nát thịt, thân thể đều bị cắn nát. Cái uy bậc cao không thể ngăn cản, trong mỗi cái giơ tay nhất chân đều ẩn chứa uy năng phá kim nát thép vô cùng to lớn. Đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù là một kiện pháp khí hiện ra trước mặt cũng có thể trong khoảnh khắc bị hóa thành bột mịn. Húng chi hiện tại lệnh Hồ Tùng còn phục dụng thứ phẩm nghịch linh huyết, thực lực tăng vọt gấp 2. Các ngươi chạy mau. Lão Phu một mình cản phía sau cũng đủ rồi, thuận tiện báo thù cho những đệ tử tiên lai tông đã bị giết. Lệnh Hồ Tùng chiến ý giàu dạt, khí thế cường thịnh. Có chút hăng hái giống như quay về thời trai trẻ vậy. Chợt hắn tế ra một một kiếm màu lục, chất gỗ chế tạo nên thanh kiếm này nhìn qua cứng rắn vô cùng, dưới công kích mang theo một cổ độc khí màu xanh kỳ dị. Nơi nào nó đi qua? Tu sĩ trong khu vực đó đều cảm thấy độc khí nhập thể. Tứ chi tê liệt, thất khiếu đổ máu. Cẩn thận! Đó là độc kiếm. Từ phong đứng ở xa xa, ánh mắt ngưng trọng. Lấy ra một viên ngọc mượt mà sáng bóng nắm ở trong tay để ngừa vạn nhất. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột, quân tiếp viện thế nào còn chưa có tới. Kim đang sơ dai nhỏ bé chớ có ngông cuồng. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho chúng tu sĩ toàn trường tâm thần run sợ. Tiếng ông ông trực tiếp rung động trong đầu. Cổ uy áp cùng thanh thể này vượt xa kim đang sơ dai bình thường, ngay cả lệnh hồ tùng cùng sắc mặt kinh hải. Chẳng lẽ lại có địch nhân đáng sợ tới? Dương Phạm âm thầm kinh hải tu sĩ bậc cao phép lực hùng hậu, tốc độ lại nhanh hơn hắn quá nhiều, nếu muốn thoát khỏi đối phương truy kích vậy chỉ có thể giết chết hoặc đánh cho đối phương bị trọng thương, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Từ phong hơi biểu môi, khi đối diện với tu sĩ bậc thấp hắn căn bản khinh thường không thèm sử dụng toàn lực, năm thành công lực cũng coi như đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Một mảnh hàng quang màu xanh dài 4 năm thước trong chớp mắt chém tới, mang theo một cổ khí thế cường đại sắc bén, trong lúc nhất thời cuồng phong bốn phía phẫn nộ rung chuyển, giống như đao cắt. Dương Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một cổ nguy cơ. Đồng dạng là công kích năm thành công lực, nhưng lần này uy thế hoàn toàn không giống lần trước. Hắn vội vàng lấy ra tam linh xích. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái hình thành một mảnh hư ảnh ba màu trắng ngang trước người. Tam linh xích vốn là linh khí thượng phẩm hiếm thấy, có công có thủ, có bảo vật này nơi tay Dương Phàm thực sự có thể tung hoành trong các tu sĩ cùng giai. Nhưng hiện giờ hắn đối mặt chính là kim đang bật cao. Hàng quang màu xanh vừa lúc bổ trúng màn quang mang ba màu, trong không trung truyền đến thanh âm vỡ vụn kinh hồn động phách răng rắc liên tiếp. Cấm chế phòng ngự do linh khí thượng phẩm phát ra không ngờ giống như một tờ giấy. Dương Phạm rất nhanh huy động Tam Linh Xích hình thành một tấm khiên ba màu trắng ở trước người. Tuy nhiên hàng quang màu xanh kia không chỉ trong chớp mắt phá tan tầng phòng ngự này một cổ lực lượng sắc bén chém lên thảo giáp màu lục của Dương Phạm. Phốc, thảo giáp màu lục lập tức bị xé nát, thân hình Dương Phạm lao nhanh về phía sau, ở trong không trung phun ra một búng máu tươi. Hàng quang màu xanh kia xuyên qua tầng tầng quang mang ba màu, cùng với bị thảo giáp làm suy yếu đi cũng không có đả thương bên ngoài thân thể hắn, nhưng vẫn có một cổ khí lực sắc bén đâm vào trong cơ thể hắn, bị một chút nội thương. Ha 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 tiếp ta mấy chiêu nữa. Từ phong cười dài một tiếng, thân hình bay vụ về phía dương phàm. Cứ như vậy, một đạo quan ảnh màu xanh nhàn nhạt mơ hồ không ngừng phát động công kích đối với dương phàm, liên miên không dứt. Dương phàm bị đánh cho không hề có lực chống đỡ. Nếu không phải nhờ thể chất biến thái cùng sự khôi phục sức khỏe cường đại e là sớm đã bị đánh nát. Ken ken ầm ầm, trong thời gian mấy lần hô hấp, từ phong liền phát động mấy chục lần công kích bức dương phạm lâm vào nguy hiểm vô cùng lệnh hồ tiểu tịch ở cách đó không xa quan sát, trong tâm lo lắng thầm than một tiếng, ôi. Đúng lúc đó. Thân hình từ phong nhoáng lên một cái rồi dừng lại bất động giữa hư không, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía dương phàm, ngươi. Thương thế trên người ngươi. Hắn rốt cuộc phát hiện từng đợt từng đợt công kích vừa rồi không ngờ không tổn thương đến một sợi lông tóc nào của Dương Phạm. Điều này sao có thể chứ, hắn rõ ràng nhớ rõ mười mấy lần công kích của mình đều tạo thành thương tổn nhất định cho Dương Phàm thương thế cộng dồn lại hẳn là phải rất nghiêm trọng mới đúng. À, Dương Mổ vốn là một dược sư. Dương Phàm ảm đạm cười. Một dược sư. Ánh mắt từ phong lóe ra không ngừng chăm chú quan sát Dương Phàm Thầm nghĩ, hơn phân nửa là trên người hắn có cất dấu thiên địa dị bảo có thể chữa trị thân thể trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Phạm càng trở nên nóng rực hơn. Dương Phạm lộ vẻ kinh ngạc, nhân cơ hội này hắn tranh thủ thời gian khôi phục thương thế cùng phép lực. Trải qua giao chiến trong nửa khắc vừa rồi, hắn gần như tiêu hao hết ngoài bảy thành phép lực, nhìn bề ngoài như không có tổn hại gì, nhưng thực ra còn có một chút nội thương chưa có khôi phục. Mà trái lại, Từ Phong chỉ sử dụng năm thành công lực, còn có vẻ rất ung dung thoải mái càng quan trọng hơn là đối phương căn bản còn chưa sử dụng tới pháp bảo một khi sử dụng pháp bảo dương phàm căn bản không thể chống đỡ nổi trong chốc lát điểm này từ khi ở quảng trường cửu u đã từng nghiệm chứng qua trác kinh mới bước vào kim đang bậc cao chỉ bằng một kiện pháp bảo chưa luyện hóa xong cũng đủ giết trác cơ kỳ trong giây lát mặc dù dương phàm giờ phút này có được linh khí phòng ngự cực phẩm cũng khó có thể ngăn cản tu sĩ bậc cao sử dụng pháp bảo công kích hai ba lượt đây là một khoảng cách không thể sang lấp giữa tu sĩ bậc cao và tu sĩ bậc thấp. Cho dù công pháp mà Dương Phạm tu luyện có nghịch thiên, đủ để tung hoành trong cùng giai, nhưng nếu muốn chiến thắng bậc cao cũng khó khăn vạn phần. Thế lực khắp nơi bên trong cũng có một số thân hoài ý xấu. Hồ Dương Phạm hít sâu một hơi, hắn đã hiểu được không thể tiếp tục để như vậy nữa. Nếu để đại tu sĩ Kim đang thực lực cường đại hơn mấy lần kia đuổi tới đây, vậy khi đó hy vọng thật sự sẽ xa vời vừa rồi là tiền bối công kích. Lần này đến phiên Dương Mổ, tiền bối sợ không? Dương Phạm ảm đạm cười cố ý kích tướng. Hắn hiểu được đây là một trận chiến đấu vì sinh mệnh của chính mình. Thực lực, mưu kế, tâm lý đều phải sử dụng đến. Ha ha ha. Từ phong giống như nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế gian vậy, hắn vẽ mặt trào phúng nói, ngươi cứ xông lại đây. Từ mổ ngay cả vòng bảo hộ phòng ngự cũng không cần sử dụng dưới thực lực tuyệt đối. Từ phong căn bản khinh thường sử dụng cái gì tâm lý cùng mưu kế. Mục đích của hắn chỉ là muốn chơi đùa cùng với dương phàm. Được. Tiền bối quả nhiên đủ đảm lượng. Dương phàm trong lòng mừng thầm. Từ phong này càng khinh địch vậy hắn càng có nắm chắc. Ba, hắn đơn giản thu hồi tam linh xích, tế ra một cái bảo đỉnh thanh sắc, trong tay phép quyết liên tục lóe lên. Hưu, bảo đỉnh thanh sắc bỗng biến thành một đỉnh núi nhỏ vù một tiếng bay vụt đến trên đỉnh đầu từ phong. Ha ha! Linh khí cực phẩm sao? Từ phong thoải mái cười. Dương Phàm đột nhiên thúc giục pháp lực, trong bảo đỉnh thanh sắc quan mang tỏa sáng, truyền đến một cổ hấp lực to lớn mãnh liệt hút lấy từ phong vào trong đó. Thân hình từ phong khẽ nhoáng lên một cái liền ổn định lại, không chút sức mẻ, tuy nhiên trong lòng hắn cũng có vài phần kinh ngạc, bảo đỉnh này hơn phân nửa không phải linh khí cực phẩm bình thường rất có thể là một kiện chí bảo truyền thừa, không ngờ có thể khiến ta xuất ra ba thành phép lực. Ước chừng hắn phải sử dụng tới ba thành phép lực mới có thể ngăn chặn hấp lực từ trong bảo đỉnh thanh sắc. Ba, đúng lúc này, Dương Phạm đứng ở ngoài mấy trượng. Không nên. Trung niên họ tôn gần như rít gào nói, ta đi theo ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi. Tường vân ngõa ở dưới chân hàng quan chấp động. Không ngờ biến mất tại chỗ. Trong hư không hiện lên một tia hàng quang nhanh như tia chớp. Ô! Từ phong chấn động, phát hiện Dương Phạm vô cớ xuất hiện ngay trước mặt mình. Cái gì? Từ phong gần như khó có thể tưởng tượng, ánh mắt nhìn lên dị bảo dưới chân Dương Phạm trong tâm không khỏi chấn động. Dị bảo này không ngờ có thể ẩn chứa thần thông di chuyển trong nháy mắt này. Điều này quả thực khiến người khác động tâm cùng khiếp sợ. Dương Phạm bất ngờ xuất hiện khiến cho Từ Phong sinh ra cảnh giác tuy nhiên, hắn tự quá tự cao tự đại vẫn như cũ không có sử dụng vòng bảo hộ phòng ngự. Vụ Dương Phạm vừa mới hiện thân. Trong táp liền bắn ra một đạo xà ảnh màu đen giống như âm hồn vậy. Ngực từ phong chật lạnh rồi đột nhiên cảm thấy được một cổ hơi thở uy hiếp. Cách cách, linh khí siêu cực phẩm huyễn linh hấp huyết xà tiên lập tức cuốn quanh thân thể từ phong, trong thời gian ngắn cuốn quanh hắn tầng tầng. Từ phong miễn cưỡng vận khởi một tầng linh quan hộ thể, chịu đựng hấp huyết xà tiên chính diện một kích, trong cơ thể một trận rung chuyển lập tức bị thương không nhẹ, phun ra một nguồn máu. Cũng may mục đích Dương Phàm khống chế lực lượng chủ yếu của hấp huyết xà tiên cũng không phải để công kích. Sắc mặt Dương Phàm nghiêm nghị. Nói cách khác nếu không có vòng bảo hộ phòng ngự hoặc là pháp bảo phòng ngự, ngay cả hắn thân là kim đang bật cao không chết cũng phải bị trọng thương. Tuy nhiên, nếu sử dụng lực lượng chủ yếu của hấp huyết xà tiên vào trong công kích, vốn không có tính bí mật vô thanh vô tức sợ rằng căn bản không dính được trên người đối phương giờ phút này từ phong đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc mạnh mẽ vận chuyển pháp lực chuẩn bị phản kháng ba đột nhiên lúc này bảo đỉnh thanh sắc trên đỉnh đầu hắn phát ra một thanh âm chấn nhiếp tâm hồn khiến cho hắn bị phân tâm trong khoảnh khắc nhân cơ hội nà dương phạm vung táp lên phía sau từ phong xuất hiện một ngân giáp thị vệ cao lớn nghiêm nghị một cổ hơi thở uy hiếp trí mạng từ sau lưng truyền tới, thần thức từ phong tỏa ra nắm toàn trường trong tay lập tức phát hiện khôi lỗi bậc cao tồn tại khôi lỗi bậc cao. Từ phong xuất một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn đã bất chấp ước định trước đó, lập tức điên cuồng vận chuyển phép lực, ngừng kết vòng bảo hộ phòng ngự. Một khi vòng bảo hộ phòng ngự được ngừng kết thành công, khôi lỗi bậc cao sẽ không thể giết chết hoặc đã thương hắn. Nhưng Dương Phạm sao có thể để từ phong thành công được? hắn duỗi ra tay trái của mình. Chương 283, đánh trọng thương bậc cao. Một chiếc nhẫn hơi lộ vẻ ảm đạm. Nhìn phong cách cổ xưa, nếu như báo tên ra đủ để chấn động tu tiên giới, cấm pháp chỉ hoàng. Dương Phạm Vương bàn tay trái tử vong, điên cuồng rót phép lực vào chiếc nhẫn. Trong thời gian ngắn, cấm pháp chỉ hoàng này rút của hắn một nửa phép lực, linh khí bốn phía đột nhiên truyền đến một dao động quỷ dị. Từ phong bậc cao kim đang đang ngưng kết vòng bảo hộ đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cảm thấy được một sự thật đáng sợ, pháp lực trong cơ thể mình không ngờ bị giam cầm. Không chỉ như thế, linh khí quanh thân hắn trong phạm vi năm trượng đều bị giam cầm. Giam cầm, giam cầm khu vực. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, dương phạm nắm giữ cấm pháp chỉ hoàng đã có đề cao nhất định khi lần đầu tiên sử dụng lập tức rút của hắn hơn một nửa phép lực giam cầm phạm vi mười mấy trượng vậy phép lực tiêu hao là đáng sợ mức nào lúc trước phạm vi mười mấy trượng mà lúc này hắn áp suất khu vực giam cầm đến cực hạn phạm vi năm trượng ưu điểm của phạm vi nhỏ là phép lực bị rút tương đối ít hơn nửa hiệu quả tác dụng tăng cường chỉ đáng tiếc là Dương Phạm nắm giữ cấm pháp chỉ hoàn còn không đạt tới trình độ chỉ nhằm vào sinh linh, bởi vì cấm pháp chỉ hoàn tác dụng lên một khu vực cũng chính là thường gọi cấm pháp lĩnh vực. Cấm pháp Cấm pháp lĩnh vực Điều này sao có thể? Từ phong trung động tới cực điểm, trong lòng dậy sóng gió ngập trời. Đồng thời, một cổ tâm tình sợ hãi sinh ra trong lòng. Khi đối mặt với tu sĩ bậc thấp bị hắn coi là con kiến, lần đầu tiên hắn sinh lòng sợ hãi chẳng qua bậc cao làm sao có thể dễ dàng đánh giết. Trong mắt từ phong lóe lên một tia điên cuồng, pháp lực trong cơ thể bị giam cầm ầm ầm rung chuyển, trong thời gian ngắn thoát khỏi khống chế cấm pháp lĩnh vực của Dương Phàm Từ khi Dương Phàm sử dụng cấm pháp chỉ hoàn đối với từ phong, thời gian tác dụng không đến nửa hô hấp. Bậc cao chung quy là bậc cao. Nếu Dương Phàm cũng bước vào cảnh giới bậc cao ít nhất có thể cấm chế hắn một hai hô hấp đủ giết chết hắn vài lần. Đáng tiếc. Trước trên lệch cấp bậc thật lớn, thời gian khống chế của cấm pháp chỉ hoàng thật sự có hạn. Nhưng là một chút thời gian như vậy đối với Dương Phàm mà nói, đã đủ. Phốc, trong khoảnh khắc Dương Phàm thành công thi triển cấm pháp chỉ hoàng, ngần giáp thị vệ ẩn nấp sau lưng Từ Phong rốt cục ra tay. Cử kiếm trong tay mang theo hàng mang và tiếng xé gió đáng sợ hung hăng đánh lên vòng phòng ngự bảo hộ chưa ngưng tụ thành hình của Từ Phong. Rác, vòng phòng ngự bảo hộ trong nháy mắt vỡ tan hào quang màu bạc tiêu tán. Mà lúc này từ phong rốt cục khôi phục phép lực, phép lực trong cơ thể trong nháy mắt tràn ra đánh ra phạm vi mấy trường xung quanh. Âm dương phạm gắt gao cầm hấp huyết xà tiên, tiếp thu phép lực trong cơ thể đối phương. Lục sắc tháo giáp bên ngoài thân không có khả năng kháng cự được công kích như vậy, ý niệm dương phạm khẽ động, bên ngoài thân lại có thêm một tầng ánh sáng màu tím mặt trên mơ hồ thấy được đường vân và phù văn linh giáp. Tê đây đúng là linh khí phòng ngự cực phẩm phốc một kích của ngân giáp thị vệ rốt cục đánh lên trên người từ phong. Lực lượng cùng bạo vọt vào trong cơ thể hắn cùng pháp lực của hắn cuộn làm một đoàn. Sắc mặt từ phong trong phút chốc tái nhật. Phun ra một búng máu, thân thể lung lay muốn đổ. Cùng lúc đó, huyền linh hấp huyết xà tiên của dương phạm cuốn quanh hắn tầng tầng lớp lớp, từng vòng ánh sáng màu đen nhạt quanh quẩn toàn thân hắn, rót vào trong cơ thể hắn rút lấy tinh huyết của bậc cao kim đan. Hô, đợt công kích tiếp theo của ngân giáp thị vệ lại ập tới. Từ phong trong khi cấp bách, trong cơ thể bay nổi lên một tầng hào quang hư ảnh khải giáp màu xanh, xem ra là một món pháp bảo phòng ngự. Âm cử kiếm của ngân giáp thị vệ đánh tới. Pháp bảo phòng ngự kia khẽ rung lên. Từ phong kêu một tiếng đau đớn, thương lại thêm thương, sắc mặt càng khó coi. Dương Phàm hiểu được lúc này từ phong đã hoàn toàn bị thương nặng, mục tiêu dự định đã đạt được. Tuy nhiên, nếu có thể đánh chết bậc cao. Vậy càng hoàn mỹ. Trong mắt hắn lóe hàng quang, tiếp tục khống chế ngân giáp thị vệ phát động đám người dương phàm cũng không quá bắt mắt. Mà ở một bên khác, trên không sơn môn tiên lai tông, chiến đấu giữa kim đan đại tu sĩ họ ngụy và lệnh hồ tùng đã tới gần giai đoạn cuối. Chỉ bằng một thân phép lực hùng hậu, không sử dụng bất kỳ phép thuật gì. Trung niên họ ngụy đánh cho lệnh hồ tùng bại lui từng hồi ha ha ha. Xem ngươi còn có thể tiếp lão phu được bao lâu. Kim đang đại tu sĩ họ ngụy thông dong thản nhiên, trong lúc giơ tay nhắc chân liền thoải mái áp chế lệnh hồ tùng thực lực tăng cường gấp hai mà bộ dạng vẫn còn rất nhẹ nhàng. Đúng lúc này, từ phía trước phóng tới một đạo sáng xanh mờ. Một cổ khi tức bật cao tới gần, phía sau còn có 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Chính là đám người tiên huyển linh vận tông. Nhanh như vậy đã trở lại chẳng lẽ bọn họ đã gặp bất trắc? Trong lòng lệnh hồ tùng hồi hộp thấp thỏm rồi đột nhiên chợt lạnh. Ngụy đạo hữu. Không tốt. Để bọn họ chạy rồi. Mà đúng lúc này. Một giọng nam tử suy yếu truyền đến. Kim đang từ phong lúc trước không ai bị nổi, lúc này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương đầy vết máu. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Kim đang đại tu sĩ họ ngụy biến sắc. Chương 285, Huyễn Thiên Hóa Hư Dương Phạm gần như là gần từng chữ. Trong giọng điệu có một ý tứ không thể kháng cự. À, này, ba tu sĩ trúc cơ kỳ bao gồm cả trung niên họ tôn đều há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Dương Phạm lại đưa ra yêu cầu quá phận như vậy. Cái gọi là thị thiếp, từ mặt ý nghĩa mà nói chính là một loại cơ hồ giữa tỳ nữ và thiếp không có địa vị, không có danh phận, không hơn bao nhiêu so với tỳ nữ ở tu tiên giới. Nếu nói là song tu đạo lữ là tạo thành trong tình huống địa vị hai bên cơ bản là ngang nhau, như vậy giữa thị thiếp và chủ nhân chính là một loại quan hệ không ngang hàng. Dưới tình huống bình thường, thị thiếp để cho chủ nhân bình thường song tu hoặc là tiết dục, thậm chí có thể dùng để giao dịch. Đương nhiên, cũng không thiếu một bộ phận chủ nhân hết sức tốt với thị thiếp. Nếu lệnh Hồ lão tổ vẫn còn ở đây, Dương Phàm đưa ra yêu cầu như thế. Trung niên họ Tôn nhất định là nổi giận lôi đình, chỉ mặt mắng to. Mà vào lúc này bọn họ lại giận mà không dám nói. Lệnh Hồ tiểu tịch trong lòng Dương Phàm thân thể mềm mại cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi đỏ một hồi xanh. Nàng cắn chặt môi mỏng chăm chú nhìn Dương Phàm, trong mắt sáng lộ ra vẻ phức tạp vô cùng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi có chỗ nào khó khăn? nàng chẳng qua là một nữ tu ngưng thần kỳ chẳng lẽ dương mổ còn không có tư cách cho nàng làm thị thiếp của ta dương phàm mặt lạnh nhạt nói việc này trung niên họ tôn cố nặng ra một vẻ tươi cười nói chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối chỉ không biết tịch nhi nàng thấy thế nào tịch nhi người có nguyện ý làm thị thiếp của dương dược sư trung niên họ tôn vội vàng nháy mắt với lệnh hồ tiểu tịch hắn hiểu được Dương Phạm giờ phút này đã nắm giữ vận mệnh sinh tử của bọn họ. Lệnh hồ tiểu tịch cúi đầu do dự dây lát mang theo vài tia nức nở nói, dược sư là ân nhân cứu mạng của ta. Tịch nhiên nguyện ý, ha ha. Nàng đều nguyện ý rồi, các ngươi còn dị nghị gì không? Dương Phạm vui tươi hớn hở nói. Chúc mừng Dương Dược Sư. Ba người kia vội vàng chúc mừng Dương Phạm. Đồng thời trong lòng cũng nhẹ thở phào một hơi lệnh hồ tiểu tịch có thể trở thành thị thiếp của dương phàm đối với bọn họ mà nói cũng có lợi không nhỏ sắc mặt dương phàm thoáng ngưng trọng dòng điệu bỗng chuyển lạnh mặt nhìn ba người này các ngươi nhớ kỹ tịch nhi hiện tại là thị thiếp của dương Mổ ta nếu nàng xảy ra vấn đề gì dương Mổ nhất định sẽ lấy mạng chó của các ngươi dạ 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 ba người này liên tục gật đầu bộ dạng khúng núng nào dám làm trái lời dương phàm Lệnh hồ tiểu tịch vùi đầu trong lòng dương phạm lén nhìn về phía nam tử thần bí khó lường này, khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa kia còn có khí chất thông dong bình tĩnh. Bất kể từ phương diện nào dường nhu đều hoàn mỹ không tì vết như vậy. Nhưng trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác không thật. Bởi vì trong ánh mắt dương phàm, nàng không nhìn thấy ái mộ cùng mê luyến như nam tử khác nhìn về phía mình. Đôi mắt thâm thúy kia thủy chung gần sống không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên nàng có chút mê man, cảm giác vận mệnh của mình đã không do mình khống chế. Trong mấy ngày này, các ngươi đều ngồi ở bên cạnh ta. Không được rời khỏi nửa bước. Dương Phạm hạ lệnh. Vâng. Dương Dược Sư. Mọi người bao gồm cả lệnh hồ tiểu tịch không có bất kỳ dị nghị gì. Trung niên họ tôn có chút bất mãn. Nhưng mơ hồ cảm thấy được Dương Phạm làm vậy có lẽ thật sự có mục đích. Dương Phạm khoanh chân ngồi phép lục nhanh chóng khôi phục thương thế cũng khôi phục được bảy tám phần hắn toàn lực mở rộng cảm quan vẫn không nhúc nhích chính tại khoảnh khắc này trong mắt hắn chật lóe tinh quang hô thấp toàn bộ không được lên tiếng dứt lời từ trên người hắn tràn ra một đám sương xanh biếc trong phút chốc dung nhập vào môi trường xung quanh nga sau đó cảnh tượng trước mặt biến đổi mọi người bao gồm cả dương phạm đều hóa thành từng gốc cây trở thành một bộ phận trong rừng râm ở trong rừng cây bí thuật huyễn thiên hóa hư của dương phạm phát huy ra hiệu quả càng cường đại huyễn thiên hóa hư bí thuật độc môn của tiên hồng quyết thay đổi khu vực môi trường trong một phạm vi có thể cho nhiều người ẩn giấu khí tức hoặc ẩn thân thậm chí chế tạo ảo cảnh khiến địch nhân bị lạc bên trong từ sau khi luyện ra khai quan tịnh thế diễm ở quỷ thi sơn thuật này đã được dương phạm tu luyện thành công bước đầu mấy người còn lại đều câm như hến ngừng thở không dám động đậy. Đúng lúc này, một cổ thần thức mạnh mẽ từ nơi này sẽ qua. Thần thức này không kiên nể gì mang theo một cổ uy áp cường đại. Khiến mọi người lo lắng đề phòng. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là thần thức của tu sĩ bậc cao. Tây Dương Phạm bình tĩnh tự nhiên, hắn rõ ràng thần thức này đảo qua lần đầu. Chỉ là thăm dò sơ sơ. Bất kể thần thức bậc cao kim đan kia có thể bao phủ bao xa. Nếu lập tức bao phủ trong phạm vi mười mấy dặm. Về mặt chính xác khẳng định là không quá lớn. Nếu kẻ địch ẩn trốn bí mật, xác suất thành công của loại phương pháp này sẽ bị hạn chế rất lớn. Thật lâu sau, đạo thần thức thứ hai đảo qua, đồng dạng là thần thức của một người, nhưng lại tinh vi khéo léo hơn rất nhiều. Lúc này, thần thức lại chỉ giới hạn trong khu rừng rậm này. Sau một lát, thần thức này vô thanh vô tức trời đi lần đầu tiên thần thức trà soát phạm vi lớn. Giống như là bao phủ toàn cảnh nhìn chung toàn bộ đại cục. Sau đó tìm khu vực khả nghi rồi lần thứ hai trà soát kỹ lưỡng. Sau khi đạo thần thức thứ hai đảo qua, trong lòng Dương Phạm khẽ thở vào nhẹ nhõm. Từ độ mạnh yếu thần thức vừa rồi, hắn đánh giá tu vi khoảng kim đang trung kỳ. Này, ở một nơi cách nơi đây vài dặm. Cẩn sư tỷ kim đang trung kỳ dưới chân chật lóe độn quan rực rỡ, mang nạn bay về phía xa hô sau một lát dương Phạm thở nhẹ một hơi nói với mấy người bên cạnh tạm thời không có việc gì chúng ta tốt nhất ở thêm trong này một đoạn thời gian sau đó mới rời đi đám người trung niên họ tôn đối với hắn càng thêm kính sợ vừa rồi nếu không phải dương Phạm thi triển thần thông huyền ảo đám người bọn họ chỉ sợ đã bị tu sĩ bậc cao phát hiện từ đó về sau vài ngày lại có thần thức đảo qua nơi đây vài lần Dương Phàm đều ngựa quen đường cũ, thi triển bí thuật huyển thiên hóa hư tránh khỏi tu sĩ Kim đang điều tra. Tổng cộng sau 4. Năm ngày, không còn thần thức đảo qua nơi đây, hiển nhiên đã bỏ qua nơi này, đi về nơi xa hơn. Còn may chỉ là tu sĩ Kim đang sơ kỳ cùng trung kỳ. Dương Phàm cũng thầm thấy may mắn. Nếu là đích thân Kim đang đại tu sĩ tới điều tra, thần thông huyền thiên hóa hư của mình có thể che trời vượt biển hay không, Vậy khó nói trước bí thuật huyễn thiên hóa hư là pháp quyết độc môn của Tiên Hồng Quyết, có hiệu quả ẩn nấp cường đại. Tuy nhiên nếu gặp phải tu sĩ cảnh giới quá cao cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Tỷ như bậc cao nguyên anh. Đối phương chỉ sợ không cần lần thứ hai, mà chỉ cần bao phủ thần thức một lần là có thể bắt được sơ hở. Đây là chênh lệch lớn lao về cảnh giới. Chúng ta lại đợi thêm mấy ngày. Vì cẩn thận đề phòng, Dương Phàm lại ở đây thêm nửa tháng nửa tháng qua đi đám người dương phàm vẫn bình yên vô sự được rồi trên cơ bản chúng ta an toàn chỉ là không biết thế cục la sơn quốc này như thế nào trong lòng dương phàm trấn định xác định đám tu sĩ từ phong của tiên huyễn linh vận tông đã rời khỏi khu vực này dù sao bọn họ cũng thuộc về thế lực liên minh do huyết luyện tông lãnh đạo không có thể vì việc riêng nhỏ như vậy mà tiếp tục chậm trễ người phái một người đi ra tra xét tình huống la sơn quốc một chút nếu có khả năng tốt nhất hỏi thăm tình thế ngư dương quốc một chút dương phàm phân phó trung niên họ tôn vâng trang niên họ tôn vội vàng nghe theo hắn mặc dù là đứng đầu tiên lai tông nhưng ở trước mặt dương phàm vẫn ăn nói khép nép như cũ không dám làm trái buổi tối hôm nay ngươi cùng ngủ với ta dương phàm nói với lệnh hồ tiểu tịch ừm khuôn mặt đẹp của lệnh hồ tiểu tịch đỏ như máu cúi thấp xuống rút vào trong lòng dương phàm mặc dù nàng đã thành thị thiếp của dương phàm nhưng những ngày này dương phàm thậm chí chưa từng chiếm dụng thân thể nàng ngay cả động tác thân mật một chút cũng đều rất ít đêm nay nàng hiểu được chuyện lo lắng không yên nhất cuối cùng vẫn đến trung niên họ tôn làm bộ không nghe thấy nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ mặt lộ vẻ trào phúng sư tôn a sư tôn ngươi tin tưởng người này như thế nhưng làm sao dự đoán được sau khi ngươi chết hắn mới lộ ra bộ mặt thật của mình tuy nhiên trong lòng hắn cũng không có thương hại cùng đồng tình ngược lại lại mừng thầm thực lực cùng tiềm lực của dương phàm là mọi người tận mắt thấy hiện tại đều có thể đánh bị thương bậc cao vậy ngày sau tiến lên bậc cao là chuyện chắc chắn từ khi sinh ra tới nay cho tới giờ chưa từng nghe nói có tu sĩ bậc thấp có thể khiêu chiến uy lực bậc cao. Cho dù là trong 13 nước Bắc Tấn, những đại thần thông tiếng tâm lừng lẫy kia, lúc còn trẻ cũng không có năng lực như thế. Trung niên họ Tôn sợ hãi thực lực Dương Phàm, càng cảm thấy sợ hãi về tiềm lực của đối phương. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, thành tựu ngày sau của Dương Phàm khẳng định sẽ không chỉ giới hạn ở bậc cao kim đan có lẽ có thể đạt tới cấp bậc càng cao bậc cao nguyên anh thậm chí là hóa thần trong truyền thuyết nếu lúc đầu có thể làm quan hệ tốt với người như thế ngày sau chỗ tốt thật khó có thể tưởng tượng vào lúc ban đêm dương phàm cùng lệnh hồ tiểu tịch cùng ở một phòng đây là động phủ lâm thời mở ra lệnh hồ tiểu tịch lẳng lặng ngồi ở trên giường tim đập như hưu chạy đầu cuối thấp mà Dương Phạm lại khoanh chân mà ngồi vẫn không nhúc nhích giống như bàn thạch ngàn năm bất động. Thời gian từng chút trôi qua. Nhưng là, Dương Phạm một chút động tĩnh cũng không có. Lệnh hồ tiểu tịch bất yên không thôi. Mình đã thành thị thiếp của Dương Phạm. Nhưng đối phương vì sao ngay cả thân thể của mình cũng không động một chút. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bởi vì mị lực của mình không đủ nhưng là lệnh hồ tiểu tịch thường xuyên có thể từ trong mắt của tu sĩ tuổi trẻ khác trong tông môn nhìn thấy cái loại ái mộ mê luyến. Thậm chí là dục vọng. Dương đại ca. Giọng nói lệnh hồ tiểu tịch nhỏ như mũi kêu truyền đến. Dương Phàm mở mắt nhìn lệnh hồ tiểu tịch khẽ thở dài, tịch nhi. Chuyện tổ gia gia ngươi nhờ trên cơ bản ta đã hoàn thành. Mấy ngày nữa ta sẽ khởi hành. Đi ngư dương quốc. Cái gì? Huynh muốn rời đi. Lệnh hồ tiểu tịch kinh ngạc vô cùng. Thấp giọng hỏi, Huynh có thể mang ta cùng đi không? Không. Dương Phàm vẽ quả quyết nói, ngươi thuộc về La Sơn Quốc, thuộc về Tiên Lai Tông. Ngươi cũng có sứ mạng của mình, mà ta phải về quốc gia của mình. Nơi đó có người thân, bè bạn, đệ tử, thậm chí là người ta âu yếm. Vì sao? Đôi mắt lệnh hồ tiểu tịch đỏ lên. Rung giọng nói, chẳng lẽ ta không phải thị thiếp của ngài? Đúng vậy. Dương Phàm rốt cục đứng dậy, chậm rãi thốt ra một câu. Dùng một loại giọng điều kỳ lạ nói, tuy nhiên, chỉ là trên danh nghĩa. Chương 286, sinh tức chi địa. Lệnh hồ tiểu tịch lệ rơi như mưa vẻ mặt oán hận nói, tại sao như vậy? Nếu không thích ta, vì sao muốn ta làm thị thiếp cho ngươi nguyên nhân ngươi không cần phải hiểu dương phạm lạnh nhạt nói hơn nữa làm thị thiếp còn cần lý do dứt lời hắn khoanh chân nhắm mắt yên lặng vận chuyển lực lượng tiên hồng quyết tiến thêm một bước củng cố tu vi sau khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ diện tích đất màu xanh trong tiên hồng không gian đã khuếch trương đến một dặm rưỡi dương phạm quyết định tiến hành quy hoạch lý tương đối với lãnh địa thuộc về mình trong ý tưởng của hắn. Mảnh đất xanh này có thể chia làm 5 khu vực. Khu vực trung tâm có thể dùng làm lĩnh vực chiến đấu, bị quần sáng màu xanh sinh sôi không thôi ngăn cách, chỉ có dương phạm có thể ra vào tự nhiên. Nơi này dùng cho chiến đấu, một khi sử dụng tiên hồng giới cưỡng chế kéo ánh thân của địch nhân vào đây, liền có thể chiến đấu trong này. Ngoài ra Dương Phạm còn chuẩn bị bố trí ở đây một ít cấm chế hoặc trận phép khác còn lại bốn khu vực ở bốn hướng của lĩnh vực chiến đấu ý tưởng ban đầu của dương phàm là chia hai khu vực trong đó thành linh thú viên cùng linh chu viên linh thú viên đương nhiên là nơi chăn nuôi linh thú linh chu viên thì là hậu hoa viên gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo thiên tài địa bảo về phần hai khu vực khác dương phàm thiết tưởng một nơi có thể làm nơi nghỉ ngơi của người từ ngoài vào không ngại lấy tên là tiên lai cư nếu ngày sau mở rộng quy mô hoàn toàn có khả năng thành lập tòa thành, thành lập lãnh địa tư nhân của mình, khu vực cuối cùng thì là không gian cá nhân của Dương Phàm. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy tên là Tiên Hồng Cư. Cả mảnh đất màu xanh, Dương Phàm đặt tên nó là Sinh Tức Chi Địa. Bởi vì ở trong tiên hồng không gian vô biên vô hạn, tỉnh mịch tử vong này, dường như chỉ có nơi này là một ốc đảo tràn ngập sinh cơ. Tuy rằng nghe con chó nhỏ nói trong tiên hồng không gian rộng lớn vô hạn, chiếu rọi đại thế giới này hẳn còn có sinh linh khác tồn tại nhưng trước mắt dương phàm còn chưa nhìn thấy đương nhiên đây chính là thiết tưởng giai đoạn ban đầu của dương phàm muốn chân chính thi hành cần tiêu phí rất nhiều tâm huyết trong đó sức người sức của đều không thể thiếu chỉ là kiến trúc lầu cát cảnh vật đều cần một số tài liệu tài liệu kiến trúc tu tiên giới đương nhiên khác với thế tục bình thường đều có thể chịu được đả kích phép thuật nhất định xem ra ta không chỉ phải đi cướp đoạt một số tài liệu, còn phải tính toán kiếm một ít nhân lực vào trong tiên hồng không gian. Dương Phạm thì thào lẩm bẩm nói. Lấy thực lực hiện tại của hắn, còn không thể trống rỗng hút bản thể người khác vào tiên hồng không gian. Tuy nhiên, nếu người đó có liên hệ linh hồn dấu vết với hắn, lại có thể dễ dàng làm được điều này. Dương Phàm cùng linh thú lưu ly hàng tinh xà của mình chính là thành lập linh hồn khế ước, có thể thu nó vào tiên hồng không gian. Cho nên nếu Dương Phạm thành lập quan hệ linh hồn chủ tớ với người nào đó cũng có thể thoải mái làm được điểm này. Trước mắt, quyền hạn người khai hoang của Dương Phạm ở Tiên Hồng không gian là cấp bậc khai hoang, Tiên Hồng cấp 3. Thời gian gia tốc của mảnh đất xanh, 16 lần. Số người hạn chế, có thể mang 10 người tiến vào Tiên Hồng không gian. Bí kỷ Tiên Hồng, cưỡng chế triệu tập, mỗi ngày 3 lần. Nếu vượt cấp cưỡng chế triệu tập, cần phải trả một cái giá hạ tu vi tiên hồng tương ứng. Dương Phạm thở dài một hơi. Không đến ba năm, từ khi mình có được tiên hồng giới, từ cấp không bắt đầu lên tới cấp ba hiện tại. Giờ phút này, tu vi hắn cùng thẳng đến trúc cơ đại viên mãn, thực lực đủ để hoành hành bậc thấp. Tu tiên giới hiện giờ, chỉ có tu sĩ bậc cao mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Nếu có thể sớm ngày bước vào bậc cao vậy là tốt rồi trong lòng dương phàm đầy vẻ chờ mong. Hắn từ cửu u bí cảnh thắng lợi trở về, có được nhiều con ác chủ bài cùng sát thủ giảng. Nếu hắn có thể bước vào bậc cao, Trác Kinh Kim đang sơ kỳ lúc trước, từ phong, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, cần gì phải chiến đấu gian khổ như thế thậm chí còn cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng biết mình còn cách bậc cao một đoạn khoảng cách. Khoảng cách giữa bậc thấp và bậc cao không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua việc cấp bách hiện tại còn có hai chuyện cần dương phạm đi giải quyết thứ nhất ước hẹn ba năm trên vấn thiên đại hội dương gia bảo thứ hai ước định với lão già lưng còng ở dật hà thôn đảo mắt thời gian ba năm đã sắp đến chỉ còn mấy tháng chính là vấn thiên đại hội lần tiếp theo của dương gia bảo đến lúc đó dương vũ khẳng định sẽ đến dương gia bảo thực hiện lời hứa đệ đệ cũng sẽ tham dự chiến đấu Hắn làm ca ca đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, Dương Phàm mới cấp bách chạy về Ngư Dương Quốc, hơn nữa còn sai Trung niên họ Tôn phái một tu sĩ ra ngoài tìm hiểu tình huống. Hu hu. Trên khuôn mặt tuyết trắng của Lệnh Hồ Tiểu Tịch đầy vệt nước mắt không ngừng thấp giọng nức nở. Thân thể gầy yếu mềm mại khẽ run rẩy, bộ dạng lẻ loi bất lực. Vì cái gì hắn không thích ta cũng không cảm thấy hứng thú với cơ thể ta nhưng vì sao lại bắt ta trở thành thị thiếp. Hai mắt lệnh hồ tiểu tịch đẫm lệ mông lung nhìn nam tử thần bí mà vô tình kia. Trời vừa tờ mờ sáng. Dương Phàm rốt cục đứng dậy, vẻ mặt bình thản như cũ. Nói với nàng, lau khô nước mắt của ngươi. Lệnh hồ tiểu tịch ủy khuất giống một con mèo nhỏ cùng mình ở đó vẫn không nhúc nhích. Dương Phạm đi qua thò tay lau khô nước mắt cho nàng, sau đó xoay lưng về phía nàng nói, lệnh hồ tiền bối vì ngăn cản kim đang đại tu sĩ cho chúng ta mà chết. Về mặt nào nó mà nói ông cũng là ân nhân cứu mạng của Dương Mổ. Cho nên, ta mới có thể thu ngươi làm thị thiếp. Nhưng ta phải trở về ngư Dương Quốc. Cho nên thị thiếp chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lệnh hồ tiểu tịch lại càng thêm thương tâm. Vì sao không mang ta theo? Ta không thể mang ngươi đi ngư Dương Quốc ngươi chỉ có thể ở lại đây. Nhưng, dương mổ làm sao không nhìn ra, mấy người còn lại của tiên lai tông vị tất sẽ đối xử tốt với ngươi. Dương Phạm cười cười. Làm sao vậy được? Tông bá bá là đệ tử thân truyền của tổ gia gia lại là tông chủ tiên lai tông. Thái độ của ông ngày thường mặc dù nghiêm khắc nhưng hẳn là một người tốt lệnh hồ tiểu tịch phản bác. Trước khi đi có phải lệnh hồ tiền bối ngầm giao mấy thứ trọng bảo cho ngươi? Dương Phàm lạnh lùng cười, tại tu tiên giới này, đồng môn tương tàn, đệ tử thí sư cũng không phải là chuyện kinh thế hải tục gì. Húng chi ngươi cùng bọn họ cũng không thân không quen, trước khi bọn họ đối tốt với ngươi là bởi vì có lệnh hồ tiền bối. Nhưng hiện giờ lão nhân gia đã chết ngươi không còn chỗ dựa, nếu dương mổ cứ vậy mà đi, không được bao lâu bọn họ hơn phân nữa sẽ bức ngươi giao những thứ lệnh hồ tiền bối để lại. Thậm chí, còn có thể dẫn tới họa sát thân. Dương Phạm vẻ mặt hung ác nói. Điều này, điều này sao có thể? Lệnh hồ tiểu tịch còn có chút khó thể tiếp nhận. Hừ. Nếu không như thế. Dương mổ làm sao thu ngươi làm thị thiếp? Như vậy, bọn họ muốn động ngươi một sợi lông cũng phải tính toán một chút thực lực của mình. Dương Phạm cười lạnh nói. Sau khi lệnh hồ tiểu tịch nghe xong, trong lòng tin vài phần coi như hiểu rõ lòng người hiểm ác nàng lại khóc ồ lên nhào vào lòng dương phàm hu 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 ta biết dương dược sư muốn tốt cho tịch nhi đều là sai lầm của tịch nhi lệnh hồ tiểu tịch lại khóc như mưa sau một lát đôi mắt trong vắt nhu nước nhìn về phía dương phàm trừ gia da ra dương đại ca là người duy nhất trên thế giới này tốt với ta chỉ có huynh có thể bảo vệ ta cho nên tịch nhi không muốn làm thị thiếp trên danh nghĩa của huynh dương phàm nhìn cô gái hồn nhiên lẽ loi vô lực đáng thương động lòng người trong lòng thầm than nếu là một chút cũng không động tâm vậy là lừa mình dối người chẳng lẽ dương đại ca ghét bỏ ta ngay cả tư cách làm thị thiếp cho huynh cũng không có trên khuôn mặt mịn màng xinh đẹp của lệnh hồ tiểu tịch mang theo vài phần không yên cùng sợ hãi giờ phút này nàng yếu ớt không nơi nương tựa ngay cả ba tiền bối trong tông môn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có Dương Phạm mới có thể mang đến cảm giác an toàn chân chính cho nàng. Dương Phạm cũng có thể cảm nhận được chân tình của cô gái ngay thơ trước mặt, tình cảm này là chân chính thuần khiết. Không phải. Dương Phạm hít sâu một hơi, trong lòng chung quy có chút không đành lòng. Bất kể là xuất phát từ thương tiếc, báo ân hay là từ thành phần đa tình của bản thân. Từ lúc ở cửu U Bí Cảnh, sau khi cùng chung vu sơn với Vũ Văn Nhu. Đè nén của Dương Phạm về mặt tình dục đã hoàn toàn mở ra không hề là loại cấm dục cưỡng chế trước đây. Sau khi có được tiên hồng quyết công phép nghịch thiên nhất, Dương Phạm có được đủ nhiều thọ nguyên, cũng không ngại vào lúc nhàn hạ nói chuyện tình ái. Vậy Huynh đồng ý rồi sao? Lệnh hồ tiểu tịch lộ vẻ chờ mong nói. Dương Phạm không nói gì mà ông nàng càng chặt hơn. Vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi không hối hận cam tâm làm thị thiếp của ta. Hơn nữa cho cùng ngươi trở thành thị thiếp chân chính của ta trong khoảng thời gian ngắn dương mổ cũng không thể mang ngươi đi cùng. Tịch nhiên nguyện ý, chỉ cần dương đại ca thật tình đối đãi cho dù đợi 10 năm, 20 năm. Cũng không oán không hối hận. Trên khuôn mặt đẹp của lệnh hồ tiểu tịch tỏa ra hào quang thánh khiết. Vẻ mặt kiên định. Tốt. Tốt, tốt. Dương Phạm nói liền ba từ tốt, trong lòng rất cảm động dứt lời hắn đẩy lệnh hồ tiểu tịch lên giường vương táp nhẹ nhàng cởi bỏ áo váy của nàng lộ ra một mảnh tuyết trắng bên trong rất nhanh một đôi tiểu bạch thỏ mềm mại trơn nhẵn nhảy ra à huynh muốn làm gì thân thể mềm mại của lệnh hồ tiểu tịch cứng đờ nói theo bản năng nàng nói ta muốn làm gì dương phàm lộ ra nụ cười xấu xa hôn lên môi nàng một đôi tay ma quái bắt đầu chạy loạn trên thân thể mềm mại còn chưa phát dục. Trên da thịt tuyết trắng của lệnh hồ tiểu tịch rất nhanh hiện lên từng mảng đỏ bừng. Dãy dù ban đầu rất nhanh bị thanh thế bằng những phản ứng không tự giác của thân thể phát ra từng tràn trên rỉ khe khẽ. Không bao lâu. Dương Phạm đã đem nàng lột trần như nhộng, thân thể hai người cuốn vào làm một. Dương Phạm không còn trúc trắc như lần đầu tiên, động tác như cá gặp nước rất nhanh đưa lệnh hồ tiểu tịch đến cao triều khi hai người hòa hợp làm một tiếng vào cao trào tình dục trong đấu dương phàm đột nhiên nổi lên một ý niệm song tu song tu không sai song tu đạo lữ của tu tiên giới hoặc là giữa chủ nhân cùng thị thiếp tình dục của bọn họ không chỉ là khoái cảm về thân thể càng là theo đuổi một loại siêu thoát về tinh thần nghĩ đến đây đám xương sinh mệnh như trắng dài trong cơ thể dương phàm cuồn cuồn không ngừng chảy vào trong cơ thể lệnh hồ tiểu tịch lực lượng của tiên hồng quyết, trời sinh liền có một loại lực tương tác không gì sánh được, bớt đi rất nhiều phép quyết phức tạp của phương pháp song tu. Trực tiếp cùng sử nữ tinh nguyên khí của Lệnh Hồ Tiểu Tịch giao hòa. Khoảnh khắc này, tinh thần hai người cũng theo đó mà giao hòa. Tâm thần Dương Phàm khẽ động, liên hệ với mảnh đất xanh trong tiên hồng không gian. Cũng chính là sinh tức chi địa kia. Hô. Đột nhiên sinh cơ vô hạn đến từ sinh tức chi địa trong tiên hồng không gian đột nhiên vọt tới theo đó tiến vào trong cơ thể lệnh hồ tiểu tịch